Hậu duệ kiếm thần. Diệp Quân. Tập 26. Một bóng người bay ra ngoài. Là Diệp Quân. Diệp Quân lùi về phía sau ngàn trượng, khi dừng lại, thân thể hắn đã nổ tung. Chỉ còn linh hồn. Còn Ung Khải đã biến mất khỏi trời đất, chỉ còn lại quyền thế và quyền ý quái dị, quyền thế và quyền ý cũng dần tiêu tan. Chết rồi. Giữa trời đất vô cùng im ắng. Đám thần linh nắm chặt tay, trong mắt đầy vẻ bi thương cùng tiếc hận, nếu hôm nay Ung Khải không chết thì tương lai sẽ rất rộng mở. Một vị thần đế còn trẻ như vậy. Ở chân vũ trụ, đó cũng là nhân vật đỉnh cao. Vậy mà bây giờ lại chết ở đây. Thật đáng tiếc. Rầm. Lúc này, linh hồn của Diệp Quân ở phía xa bộc phát ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Mọi người đều nhìn Diệp Quân, trên đầu Diệp Quân xuất hiện một đạo lôi quang. Mọi người sững sờ. Độ kiếp. Diệp Quân độ kiếp. Cái quái gì vậy? Trên hư không, một vị thiên đạo trầm mặc. Theo quy định, sau khi đạt đến cảnh giới đạo kiếp, muốn thăng cấp tiếp thì phải trải qua thiên kiếp. Mà thiên kiếp này do thiên đạo ở địa phương đó tiến hành. Lúc này, thiên đạo hơi hoang mang. Bởi vì Diệp Quân muốn thăng cấp. Tự mình giáng thiên kiếp. Thiên đạo rất lo lắng, nếu xử lý không tốt thì có thể sẽ mất cả bát cơm. Dù sao đây cũng là vua của vũ trụ Quan Huyên, mọi thứ đều nằm trong tay hắn. Lúc này, giọng nói của Mộ Thiên Đạo vang lên trong đầu vị thiên đạo kia, mau tiến hành quy trình đi. Tiến hành quy trình. Thật ra Diệp Quân đã thăng cấp. Cái gọi là thiên kiếp đối với hắn chẳng uy hiếp gì đến hắn. Nhưng quy trình này vẫn phải tiến hành. Nghe Mộ Thiên Đạo nói vậy, vị thiên đạo kia có thêm tự tin, sau đó giáng một đạo thần lôi xuống. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn đạo thần lôi kia, sau đó phất tay áo. Bùm! Thần lôi lập tức vỡ tan. Cảnh giới thần kiếp. Lúc này, vô số năng lượng từ trên đầu giáng xuống phía Diệp Quân. Thiên đạo quy tặng. Những năng lượng tinh khiết kia không ngừng phóng về phía Diệp Quân. Diệp Quân đương nhiên không từ chối, điên cuồng hấp thụ năng lượng, nhưng hắn vừa hấp thụ lại cảm thấy có gì đó không ổn. Có vẻ như hơi nhiều. Hơn nữa thiên đạo này không có ý định dừng lại. Bên phía vũ trụ Quan Huyên, mọi người cũng cảm thấy hơi buồn cười. Trong tình huống bình thường, thiên đạo quy tặng chẳng qua chỉ là mấy vòng năng lượng thuần túy, hơn nữa còn phải xem tâm trạng của thiên đạo. Mà bây giờ, thiên đạo đã giáng xuống mấy trăm vòng năng lượng thuần túy. Đây là đối nhân xử thế. Trong hư không, Mộ Thiên Đạo cũng lắc đầu cười, bà ấy nhìn vị thiên đạo kia, rồi nói, được rồi. Nghe vậy, vị thiên đạo kia dừng lại, sau đó lặng lẽ biến mất. Ở trong vũ trụ Quan Huyên nhiều năm như vậy, hiện giờ, thiên đạo và thần linh đều học được cách xử lý mọi chuyện. Làm thiên đạo cũng phải biết đối nhân xử thế. Nếu không sẽ không làm được lâu. Sau khi Diệp Quân trở thành cảnh giới thần kiếp, khí tức của hắn điên cuồng tăng vọt. Bởi vì hắn luôn tự áp chế cảnh giới của mình, vì vậy, sau khi thăng cấp, sức mạnh trở nên vô cùng đáng sợ, tích tụ trước đây đều bộc phát. Tất cả thần linh nhìn Diệp Quân với vẻ nghiêm túc. Lúc này, bọn họ mới nghĩ ra Diệp Quân lúc nãy mới chỉ đạt cảnh giới đạo kiếp. Cảnh giới này thấp hơn nhiều so với Huyền Ung. Nhưng bây giờ Diệp Quân không chỉ nhập phàm cảnh, mà cảnh giới còn tăng cao, chứng tỏ thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đây, sắc mặt của đám thần linh trở nên vô cùng khó coi. Trong hư không, An Vương nhìn Diệp Quân với vẻ trầm mặc. Cảnh giới thần kiếp. Lúc này, bà ta mới nhận ra vấn đề này. Bởi vì cảnh giới kiếm đạo của Diệp Quân rất cao, cho nên người khác đều không để ý tới cảnh giới tự thân của hắn. Mà bây giờ cảnh giới tự thân của hắn mới là cảnh giới thần kiếp. Vậy thì có vấn đề rồi. Nếu Diệp Quân cũng đạt đến Tuế Nguyệt Tiên thì sao? Đến lúc đó, trong cùng đẳng cấp, hắn còn có đối thủ sao? Cho dù là thần đế, e rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Dù sao bây giờ chàng trai này đã nhập phàm kiếm rồi. An Vương trầm mặc. Tên này thật yêu nghiệt. Bùm! Lúc này... Một người đàn ông từ trong đường hầm thời không bước ra, trên miệng ngậm một cọng cỏ dại, dáng đi huênh hoang, trông hơi ngu ngốc. Mạc Vô Liễm. Có thần linh kinh ngạc nói. Mạc Vô Liễm. Vô số thần linh trở nên mơ hồ. Lại có thần linh nói, thứ hai bảng chân võ. Thứ hai bảng chân võ. Đám thần linh sững sờ.
Thật ra bọn họ đều khá xa lạ với ba người đứng đầu, ba người đứng đầu trong bảng chân võ đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mạc Vô Liễm chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quân, cười nói thật lợi hại. Ung Khải bị ngươi đánh chết rồi. Diệp Quân nhìn Mạc Vô Liễm, ngươi có phiền nếu ta khôi phục lại cơ thể không? Mạc Vô Liễm gật đầu, phiền, rất phiền. Mọi người sững sờ. Mạc Vô Liễm nhìn Diệp Quân, nhấn mạnh lại, ta thấy rất phiền. Gã liếc nhìn người vũ trụ quan huyên, cười nói, đừng nhìn ta như vậy, các ngươi nhìn ta cũng chẳng có tác dụng gì cả, bởi vì ta rất vô liêm sỉ. Ta thích bắt nạt kẻ yếu, lợi dụng người khác, ha ha. Gã lại nhìn Diệp Quân, cười khinh rẻ, ta thích người khác nhìn ta với vẻ khó chịu, nhưng lại không thể làm gì ta. Ngươi muốn đánh ta à? Tới đây. Diệp Quân trầm mặc. Tên này thật không biết xấu hổ. Diệp Quân nở nụ cười, xòe bàn tay ra, kiếm hành đạo xuất hiện trong tay hắn. Nếu ngươi đã vô liêm sỉ thì ta cũng không cần mặt mũi nữa. Chết tiệt! Đều không cần mặt mũi. Cũng tốt. An Vương! Thấy Diệp Quân lấy kiếm hành đạo ra, nụ cười trên môi Mạc Vô Liễm biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm trọng. Nguy hiểm! Đây là cảm giác lúc này của gã. Có thể đạt tới cấp bậc của gã thì vẫn rất nhạy bén với nguy hiểm, cảm giác lúc Diệp Quân cầm kiếm và lúc không cầm kiếm khác biệt hoàn toàn. Mạc Vô Liễm nhìn kiếm hành đạo của Diệp Quân, cảm thấy vô cùng bất an, hơn nữa cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt. Trước khi đến đây, gã đã biết Diệp Quân có một thanh thần kiếm, lúc đầu Diệp Quân có thể vượt lên rất nhiều bậc để đối kháng trực diện với thần quân cũng là vì có thanh thần kiếm này. Bấy giờ, khi nhìn thấy thanh kiếm này, gã mới nhận ra thanh kiếm này mạnh hơn những gì gã nghĩ rất nhiều. Ngay lúc này, giọng An Vương bỗng vang lên trong đầu Mạc Vô Liễm, bảo hắn khôi phục thể xác đi. Khôi phục thể xác. Nghe An Vương nói thế, Mạc Vô Liễm nheo mắt nhưng thoáng chốc đã nở nụ cười, Diệp công tử, mau khôi phục thể xác đi. Sau khi khôi phục thể xác xong, chúng ta sẽ đấu với nhau một cách công bằng, Trần Vũ Trụ bọn ta rất xem trọng tính công bằng. Rất chú trọng tính công bằng. Nghe Mạc Vô Liễm nói thế, sắc mặt mọi người đều trở nên quái lạ. Người này lật mặt nhanh ghê. Diệp Quân nhìn Mạc Vô Liễm, ngồi xuống khoanh chân lại rồi bắt đầu phục hồi cơ thể. Mạc Vô Liễm khẽ cười, cũng không ra tay, Diệp Quân cầm kiếm nên gã không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Cứ thế mọi người đều đứng nhìn Diệp Quân chữa trị vết thương ở đằng xa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc cơ thể Diệp Quân đã hoàn toàn được hồi phục. Diệp Quân nhìn cơ thể của mình, lắc đầu thở dài, thế này mà đánh nhau thì cơ thể sẽ chẳng còn gì, nói hủy là hủy. Nhưng hắn cũng không có ý định tu luyện thể xác lần nữa. Ăn nhiều nuốt không trôi. Bây giờ hắn không chỉ tu kiếm đạo mà còn tu võ đạo, nếu lại tu luyện thể xác nữa, rất có thể cuối cùng chẳng tu luyện gì được, thế nên chi bằng chuyên chú vào kiếm đạo và võ đạo. Diệp Quân thu lại suy nghĩ, sau đó đứng lên nhìn Mạc Vô Liễm ở cách đó không xa, đến đây đi. Mạc Vô Liễm chỉ vào kiếm hành đạo của Diệp Quân khẽ cười. Diệp Quân bình tĩnh nói, ngươi cũng có thể dùng thần vật. Mạc Vô Liễm sửng sốt. Cái quái gì thế? Ngươi còn muốn dùng kiếm à? Lúc này An Vương bỗng xuất hiện trước mặt Mạc Vô Liễm, bà ta nhìn Diệp Quân, ngươi không giữ chữ tín. Diệp Quân nhíu mày. Khó hiểu nói, ta có hứa sẽ không dùng kiếm à? An Vương nhìn chằm chằm Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân nghiêm túc nói, An Vương, ta là kiếm tu, bà lại không cho ta dùng kiếm, Trần Vũ Trụ của bà chỉ làm được thế à? Lẽ nào không sợ chư thiên vạn giới cười chê? Nghe thế An Vương nheo mắt, Diệp Quân, ngươi không thấy bây giờ ngươi vô liêm sỉ lắm à? Diệp Quân nhìn Mạc Vô Liễm ở một bên, nhếch môi cười nói, ta cũng vô liêm sỉ. Mạc Vô Liễm nhìn Diệp Quân không nói gì. An Vương còn muốn nói gì đó nhưng Diệp Quân bỗng cười nói, An Vương, ta là kiếm tu, dùng kiếm không có gì đáng trách chứ. Nói rồi hắn lắc đầu khẽ cười, An Vương, trước giờ ta vẫn luôn dùng khí kiếm, không dùng thực kiếm, đó là bản thân ta muốn tu luyện nhưng không có nghĩa là ta chỉ có thể dùng khí kiếm chứ. An Vương nhìn Diệp Quân mỉm cười, không nói gì. Diệp Quân nhìn Mạc Vô Liễm cách đó không xa, chẳng phải ngươi chọn không cần mặt mũi đó sao? Không sao, ta cũng thế đấy, chúng ta đều vô liêm sỉ như nhau, nếu ngươi có thần vật gì thì cứ lấy ra dùng đi, dù sao trang bị cũng là một phần của sức mạnh.
Mạc Vô Liễm nhìn kiếm hành đạo trong tay Diệp Quân, đang định nói gì đó thì An Vương bỗng nói, Diệp công tử, dĩ nhiên ngươi có thể dùng kiếm, đây là chuyện bình thường, cũng là chuyện đương nhiên. Diệp Quân nhìn An Vương không nói gì nhưng lại có chút đề phòng. Hắn trước giờ vẫn khá kiêng dè người phụ nữ xấu xa này. An Vương bỗng xoay người tức giận hét lên, thiên tài bảng chân võ đang ở đâu? An Vương vừa dứt lời, mười mấy khí tức cực mạnh bỗng lao ra từ trong đường hầm thời không đó. Đều là các thiên tài yêu nghiệt trên bảng chân võ. 20 người bảng chân võ, ngoài những người lúc nãy bị đánh chết thì còn lại mười mấy người. An Vương quay đầu lại nhìn Diệp Quân rồi nói, dự bị đâu rồi? Đều ra đây hết đi. Dầm. Bà ta vừa dứt lời, hàng trăm thần linh lao ra, từng khí tức mạnh mẽ lập tức chấn động thời không xung quanh khiến nó nổi lên từng làn gợn sóng như sóng biển. Đều là các thiên tài yêu nghiệt. Những người này đều không có tên trên bảng chân võ nhưng họ rất mạnh. Vì những người này đều là đội thứ hai, năm nào cũng tham gia bảng chân võ. Mục tiêu cuối cùng của họ là có tên trên bảng chân võ. Mà tham gia trận đấu bảng xếp hạng ở chân võ cũng là một hình thức tu luyện. Dù là ở chân vũ trụ thì các thiên tài yêu nghiệt này cũng là những người đỉnh cấp nhất, nếu nhìn rộng ra chư thiên vạn giới thì cũng là sự tồn tại đủ để nghiền ép mọi thứ. An Vương nhìn Diệp Quân, cười nói, nghe nói vũ trụ quan huyên có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt, nào, các ngươi đi khiêu chiến chút đi, thích khiêu chiến ai thì khiêu chiến. Hãy nhớ, đừng nương tay là sự sỉ nhục lớn nhất với kẻ thù. Nghe An Vương nói thế, hơn 400 thiên tài yêu nghiệt của chân vũ trụ bỗng nhìn về phía đằng xa, đồng thanh nói, nhờ các thiên tài vũ trụ quan huyên chỉ dạy. Âm thanh như sấm rền. Diệp Quân nhìn An Vương mỉm cười nói, Diệp công tử, lớp trẻ của chân vũ trụ bọn ta khai chiến với vũ trụ quan huyên nhưng không nói nhất định phải là một đánh một. Nếu thế hệ trẻ khai chiến, vậy thì phải cho tất cả những người trẻ tuổi khác một cơ hội. Cho tất cả mọi người một có cơ hội bước lên sàn đấu, người nghĩ thế nào? Diệp Quân vẫn chưa nói gì, lúc này một giọng nói vang lên, đánh thì đánh. Nghe thế mọi người đều quay đầu lại nhìn, một người phụ nữ chậm rãi bước đến. Người đến chính là Diệp Quan Chỉ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mặc dù cô ấy là trưởng lão nội các nhưng cô ấy cũng là người trẻ. Sau khi Diệp Quan Chỉ bước ra, Trần Qua chủ tịch võ viện cũng bước ra, theo sau y là mấy người trẻ ở võ viện. Ngoài ra còn có mấy người Tịch Huyền, Nam Lăng Nhất Nhất, Cổ Thái Tử đều đồng loạt bước ra. Hàng trăm thiếu niên kiếm tu cũng bước ra. Đúng thật là giới trẻ bên vũ trụ quan huyên không bằng chân vũ trụ. Nhưng vũ trụ quan huyên không sợ. Chẳng qua chỉ là chết mà thôi. Tất cả thiên tài yêu nghiệt bên vũ trụ quan huyên đều đồng loạt đứng lên. Họ nhìn đám thiên tài yêu nghiệt của chân vũ trụ ở phía đằng xa, trong mắt không có vẻ sợ hãi, chỉ có ý chí chiến đấu. Vũ trụ quan huyên chưa từng sợ thật. Trước đây lúc kiếm chủ nhân gian vẫn còn, vũ trụ quan huyên không sợ bất kỳ điều gì. Bây giờ vũ trụ quan huyên cũng thế. Ha ha! Ngay lúc này, một tiếng cười to đột nhiên vang lên từ đằng xa, Diệp huynh, thêm ta nữa được chứ? Diệp Quân nhìn theo nơi phát ra giọng nói. Một người đàn ông chậm rãi bước đến, người đến là Liên Song. Phía sau Liên Song còn có hàng ngàn cường giả nữa. Liên tộc ở huyền giới. Nhìn thấy Liên Song, Diệp Quân hơi sửng sốt. Liên Song đi đến trước mặt Diệp Quân, cười nói, Diệp huynh, đã lâu không gặp. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, Liên huynh, huynh. Liên Song nghiêm túc nói, mặc dù thiên tài yêu nghiệt của liên tộc ta không nhiều nhưng cũng có một ít, nếu Diệp huynh không chê. Bọn ta sẵn lòng cùng chiến đấu với vũ trụ quan huyên. Diệp Quân nghiêm mặt nói, Liên huynh, ta nhận ý tốt của huynh, chỉ là sẽ liên lụy đến nhà họ Liên của huynh, huynh. Liên Song lắc đầu, ngắt lời Diệp Quân, Diệp huynh, nếu ta đã dám xuất hiện ở đây chứng tỏ ta đã biết rõ mọi hậu quả của việc này, thế nên huynh đừng nói gì. Diệp Quân nhìn người đàn ông trung niên đằng sau Liên Song, chắc hẳn đây là cha của Liên Song. Cha Liên Song Liên Thành nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quân bèn cười nói, ý của Liên Song cũng là ý của liên tộc ta. Diệp Quân chắp tay lại nói, cảm ơn liên tộc. Liên Song bật cười, người trẻ của liên tộc đi theo ta. Nói rồi hắn ta dẫn theo hàng trăm thiên tài yêu nghiệt gia nhập vào đoàn chiến đấu của vũ trụ quan huyên. Ha ha,
Lúc này lại một giọng cười nữa vang lên từ phía chân trời. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, cách đó không xa có hơn 1.000 người đang bước đến. Người đi đầu chính là Tông Thủ. Tông tộc ở Tông Giới. Tông Thủ mỉm cười, Diệp huynh, lại gặp nhau rồi. Diệp Quân cười nói, huynh. Tông Thủ bật cười, ta không vòng vo nữa, người trẻ của Tông tộc đi theo ta. Nói rồi y dẫn hàng trăm thiên tài yêu nghiệt trẻ tuổi của Tông tộc gia nhập vào trong đoàn chiến đấu của Vũ Trụ Quan Huyên. Đều đã đến cả rồi à? Lúc này một giọng cười bỗng vang lên từ phía chân trời. Mọi người đều nhìn sang, có hàng ngàn người đang bước đến. Người đi đầu chính là Hám Tông. Hám Tông ở Thiên Bộ Giới. Hám Tông bật cười đi đến trước mặt Diệp Quân, cậu ta nhìn Diệp Quân nhếch môi cười, đại ca. Bên cạnh Hám Tông là chị gái của cậu ta lại nhìn đánh giá Diệp Quân, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Cô ta biết tính cách của em trai mình, mặc dù có vẻ thật thà chất phác nhưng thật ra là người cực kỳ kiêu ngạo, người tầm thường không thể lọt vào mắt cậu ta được. Mà vị kiếm tu trước mặt này lại có thể khiến cậu ta cam tâm tình nguyện gọi một tiếng đại ca, chắc chắn có điểm gì đó đặc biệt. Lúc đầu nhìn thấy Diệp Quân, cô ta hơi ngạc nhiên. Cô ta không ngờ người đàn ông này lại không hề lạnh nhạt và ngạo mạn như các kiếm tu truyền thống, ngược lại có cảm giác hắn rất hiền hòa. Ngoài ra, vẻ ngoài cũng vô cùng tuấn tú. Diệp Quân cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy Hám Tông xuất hiện ở trước mặt mình, Hám Tông, đệ. Hám Tông cười nói, những lúc như thế này làm sao có thể thiếu ta được chứ? Diệp Quân cảm thấy rất ấm áp, khẽ cười nói cảm ơn. Hám Tông cong môi cười, huynh đệ trong nhà. Cảm ơn gì chứ? Dứt lời, cậu ta quay đầu lại nhìn các thiên tài thiên kiêu của Hám tộc ở đằng sau, người trẻ Hám tộc đi theo ta. Cậu ta dẫn thiên tài yêu nghiệt trẻ tuổi của Hám tộc gia nhập vào đoàn chiến đấu của Vũ Trụ Quan Huyên. An Vương nhìn Hám Tông, cau mày lại, bất khuất cốt. Đại đế bất khuất. Dĩ nhiên bà ta biết người này, có thể nói năm đó đại đế bất khuất là người áp đảo vô số đại đế. Cho dù là các đại đế ở chân vũ trụ cũng không phải là đối thủ của đại đế bất khuất, cuối cùng vẫn cần chân thần đích thân ra tay mới chân áp được ông ta. Mà bà ta không ngờ Hám Tông lại có bất khuất cốt. Nói cách khác là có được truyền thừa của đại đế bất khuất. Hơi bất ngờ nhưng chỉ có thế thôi. Dù có một đại đế bất khuất thời trẻ ở đây thì chân vũ trụ cũng không quan tâm chứ đừng nói là một phần truyền thừa. Ngay lúc này, thời không trên trời bỗng nứt ra. Ngay sau đó một cô gái váy đen chậm rãi bước ra. Nhìn thấy cô gái này, Diệp Quân sửng sốt. Người phụ nữ này chính là người có vết bớt tên núi bất khuất hôm đó, hắn không ngờ đối phương cũng đến. Không chỉ Diệp Quân bất ngờ mà mấy người Hám Tông cũng không ngờ đến. Lúc đó cô gái này không nói một câu nào, nói chuyện với mọi người cũng chưa đến hai câu nên mọi người đều không ngờ cô ấy cũng đến. Cô gái có vết bớt chậm rãi bước đến trước mặt Diệp Quân. Cô ta nhìn Diệp Quân, ta là Bàn Vũ Kỳ của Bàn Vũ Giới. Bàn Vũ Giới, một trong bốn vũ trụ lớn. Bàn Vũ Kỳ lại nói, bây giờ ta đã không còn là người của tộc Bàn Vũ nữa. Diệp Quân sửng sốt, không còn là người của tộc Bàn Vũ nữa. Diệp Quân vừa định nói gì đó, Bàn Vũ Kỳ lại đi vào trong đoàn chiến đấu của Vũ Trụ Quan Huyên ở một bên. Diệp Quân đứng đó vẻ mặt khá phức tạp. Đại ca. Lúc này một tiếng hét tức giận vang vọng từ trên trời, âm thanh cực lớn, trong vòng 100 dặm cũng có thể nghe thấy rất rõ. Diệp Quân nhìn lên trời, một người đàn ông chạy nhanh đến. Diệp Quân sửng sốt khi nhìn thấy người này. Người đến chính là Tư Thông Thiên. Diệp Quân không ngờ tên này lại đến đây. Tư Thông Thiên dẫn theo vài cường giả nhà họ Tư chạy đến trước mặt Diệp Quân, y ôm chặt lấy Diệp Quân vui mừng nói, đại ca, đệ đến rồi. Diệp Quân. Tư Thông Thiên buông Diệp Quân ra, sau đó nghiêm mặt nói, đệ sẵn lòng chiến đấu với đại ca, mong đại ca đừng chê thực lực của đệ thấp. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, sau đó nói, cảm ơn đệ. Tư Thông Thiên cong môi cười, huynh đệ trong nhà mà còn nói cảm ơn gì chứ? Nói rồi y nhìn An Vương ở một bên, người xưa có câu, làm điều bất chính quá nhiều sẽ chết thảm. Cô nương này, ta thấy cô còn trẻ lại xinh đẹp. Chỉ bằng cải tà quy chính sớm, gả cho đại ca của ta, sinh cho huynh ấy mười mấy đứa, sau đó mọi người cùng ngồi lại trò chuyện vui vẻ, cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, chẳng phải tốt đẹp hơn sao? Mọi người,
An Vương nhìn Tư Thông Thiên, nhà họ Tư ở nguyên giới phải không? Tư Thông Thiên bật cười, đúng thế. An Vương khẽ gật đầu, ta nhớ rồi. Tư Thông Thiên nhíu mày, lúc này Diệp Quân bỗng nói, bà ta là An Vương. Vương! Nghe thế Tư Thông Thiên biến sắc, hai chân mềm nhũn suýt nữa khuỵu chân quỳ xuống đất. Thôi toang rồi. Sắc mặt Tư Thông Thiên hơi tái. Vốn dĩ muốn thể hiện một chút, trước tiên đè chết đối phương bằng khí thế, không ngờ lại mắng người lợi hại nhất. Lúc này Diệp Quân nhìn An Vương, bật cười, nếu chân vũ trụ đã muốn đánh hội đồng thì cứ việc làm, đến đây nào. Đánh hội đồng. Dầm. Mọi người ở hai bên toát ra khí tức đáng sợ cùng một lúc, lập tức cuồn cuộn ngút trời. Đánh hội đồng. Vừa dứt lời, Diệp Quân không nói thêm câu thừa thãi nào nữa, biến thành kiếm quang lao đến chỗ Mạc Vô Liễm. Lần này hắn dùng kiếm hành đạo. Tốc độ nhát kiếm này cực kỳ nhanh, như sấm chớp, đâm thẳng vào Mạc Vô Liễm, thời không mà lưỡi kiếm lướt qua lập tức bị xé tan. Cứ giết cái tên vô liêm sỉ trước. Thấy Diệp Quân ra đòn, Mạc Vô Liễm biến sắc. Gã đã biết thanh kiếm của Diệp Quân rất mạnh ngay từ đầu, nhưng gã không biết thanh kiếm này mạnh đến mức nào. Ngay khi Diệp Quân rút kiếm ra, lông tơ trên người gã dựng hết cả lên. Khí tức chết chóc. Nhìn đòn tấn công của Diệp Quân, gã biết nếu gã dám trực diện phản đòn thì chắc chắn sẽ chết. Mạc Vô Liễm vô cùng hãi hùng, rốt cuộc đây là kiếm gì thế, sao mà đáng sợ như vậy? Vào thời khắc quan trọng, An Vương bỗng đứng ở trước mặt Mạc Vô Liễm, bà ta xòe tay phải ra, sau đó áp mạnh về phía trước khiến thời không xung quanh bỗng chấn động. Sau đó một loạt sức mạnh thời không đáng sợ lao về phía Diệp Quân như thủy triều. Thế nhưng sau khi nhát kiếm của Diệp Quân lao đến, vèo, sức mạnh thời không đó bị xé nát tan tành như đậu phụ, không chỉ thế lúc này thời không ở đó cũng bị nhát kiếm này của hắn chém vỡ. Hắn có kiếm hành đạo thì dù thời không này có mộ thiên đạo hỗ trợ cũng có thể dễ bị chém vỡ. Thấy thế An Vương nheo mắt, cũng cảm thấy kinh hãi, không dám cứng đối cứng với kiếm này nữa. Bà ta lắc người lùi về sau cả ngàn trượng. Vút! Nhát kiếm của Diệp Quân chém vào không khí. Lúc này mấy người hám tông đã lao đến chỗ đám người trẻ tuổi bên chân vũ trụ. Hai bên tổng cộng gần 1.500 người nổ ra trận đại chiến. Vô số khí tức cực mạnh cuồn cuộn giữa không trung, cả chiến trường hư chân trở nên nhốn nháo. Đại chiến! Bên Diệp Quân, hám tông xông lên phía trước, cậu ta là thể tu. Lại có bất khuất cốt nên vừa lao đến đã giống như nước lũ, đánh tan nhóm cường giả của chân vũ trụ. Nhưng chẳng lâu sau, một người đàn ông chặn trước mặt cậu ta. Người đến chính là Nam Cung Nguyên, người đứng thứ 11 bảng chân võ. Nam Cung Nguyên nhìn Hám Tông, không nói gì nhiều đã lao đến chỗ cậu ta. Hám Tông cũng không nói lời thừa thãi, cả người lắc một cái như một ngọn núi nhỏ xông đến chỗ Nam Cung Nguyên. Nam Cung Nguyên đó bị cậu ta va chạm văng ra xa, cùng lúc đó thời không nơi gã đứng sụp xuống. Hám Tông tức giận gào lên, sau đó xông về phía trước tông vào Nam Cung Nguyên. Ánh mắt Nam Cung Nguyên lóe lên tia hung tàn, gã bỗng lắc người biến thành một tia sáng lao đến chỗ Hám Tông. Thời không này vang lên từng tiếng nổ, trời đất rung chuyển. An Vương ở cách đó không xa nhìn Diệp Quân, sau đó nhìn Mạc Vô Liễm ở một bên, cứ để hắn cho ta. Mục đích của bà ta rất đơn giản, kéo chân Diệp Quân để Mạc Vô Liễm đi đánh đám người vũ trụ quan huyên. Không có Diệp Quân, bây giờ đám người trẻ vũ trụ quan huyên không phải là đối thủ của Mạc Vô Liễm, có thể nói chỉ cần Mạc Vô Liễm ra tay thì sẽ trở thành cuộc tàn sát. Tất nhiên Mạc Vô Liễm hiểu ý của An Vương, lập tức quay đi ra tay với các thiên tài vũ trụ quan huyên ở đằng xa. Nhưng ngay lúc này, một người phụ nữ bỗng xuất hiện trước mặt Mạc Vô Liễm. Bát Huyền. Bát Huyền cõng cái bát lớn trên lưng, sau đó nhìn Mạc Vô Liễm, cô ấy còn đang gặm đùi gà. Mạc Vô Liễm nhìn Bát Huyền nhíu mày. Diệp Quân bỗng nói, Bát Huyền, đừng nương tay cứ đánh đến chết thôi. Đánh chết gã, ta cho cô 10 nồi cơm. Nghe thế mắt Bát Huyền sáng rực, ôi trời, thật à. Diệp Quân gật đầu, thật chứ. Bát Huyền bật cười, cô ấy nhìn Mạc Vô Liễm phấn khích nói, 10 nồi cơm. Nào, để ta đánh chết ngươi. Nói rồi cô ấy lao đến trước. Thời không xung quanh lập tức sụp đổ. Nhìn thấy thế, ánh mắt Mạc Vô Liễm hiện lên vẻ nghiêm trọng, lúc này không dám sơ suất điều gì,
cả người biến thành tia sáng bắn ra. Rầm. Hai người vừa va chạm vào nhau, khu vực thời không đó nổ tung, một bóng người liên tục về phía sau. Chính là Mạc Vô Liễm đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt An Vương lộ ra vẻ khó tin. Bà ta biết rõ thực lực của Mạc Vô Liễm, thế nhưng vừa rồi lại không đánh lại cô gái cõng theo cái bát này. Người này có thân phận gì vậy chứ? An Vương nhìn Bát Huyền ở đằng xa, cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Lúc này Bát Huyền phấn khích nói, xem ta đánh chết ngươi đây. Vừa dứt lời cô ấy lao đến trước, đánh một quyền vào Mạc Vô Liễm. Rầm. Một quyền này khiến thời không trong phạm vi hàng ngàn trượng bắt đầu bị nghiền nát chôn vùi, vô cùng hãi hùng. Nhìn Bát Huyền lao thẳng về phía mình, hai tay Mạc Vô Liễm siết chặt, ngay sau đó hàng ngàn đạo lưu quang bỗng bắn ra từ trong cơ thể gã, thoáng chốc thời không xung quanh bị xuyên thủng, vỡ nát. Sau khi Bát Huyền lao đến, vô số lưu quang tan nát, Mạc Vô Liễm lại bị chấn động lùi về sau. Bát Huyền phấn khích lao đến chỗ Mạc Vô Liễm. Lúc này trong mắt cô ấy, Mạc Vô Liễm là 10 nồi cơm. Thấy Bát Huyền hoàn toàn áp chế Mạc Vô Liễm, Diệp Quân thở phào, thế là hắn nhìn An Vương trước mặt, lúc này An Vương cũng đang nhìn hắn. Diệp Quân nhìn An Vương, bà cũng được xem là người trẻ tuổi à. An Vương khẽ cười nói, năm nay ta mới 20, không trẻ sao? 20. Diệp Quân lặng thinh không nói. Hắn biết đối phương không hề gạt hắn. Vì cường giả của thế hệ trước vẫn chưa ra tay. Diệp Quân cũng không nói gì nhiều nữa, cả người bỗng biến mất khỏi đó. Tiêu diệt là xong chuyện. Thấy Diệp Quân xuất kiếm, An Vương híp mắt, tay phải giơ lên rồi hạ xuống. Thời không xung quanh như thủy triều trùng điệp ép đến chỗ Diệp Quân. Bà ta cũng không dám đánh trực diện với Diệp Quân đang giữ kiếm hành đạo trong tay, chỉ có thể dùng cách giữ chân hắn lại. Vèo. Một nhát kiếm của Diệp Quân chém nát hết mọi thời không, nhưng ngay sau đó hắn xoay người đánh về phía các thiên tài yêu nghiệt của chân vũ trụ ở một bên. Thấy thế An Vương biến sắc, bà ta vừa định ra tay thì mười mấy cái đầu đầy máu văng ra xa. Xiết trong tích tắc, mở thiên môn. Bây giờ thực lực của Diệp Quân đáng sợ thế nào chứ? Cộng thêm hắn đang sử dụng kiếm hành đạo, có thể nói ngoài An Vương ra, không còn ai ở đó có thể đỡ được một nhát kiếm của hắn. An Vương bỗng chặn trước mặt Diệp Quân, bà ta nhìn chằm chằm Diệp Quân. Bà ta biết người trước mặt này đang ép bà ta đánh trực diện. Diệp Quân nhìn An Vương trước mặt, không nói gì, hắn bỗng biến mất. Vèo! Một tia kiếm quang xoẹt qua. Không phải giết An Vương. Vì hắn biết dù hắn có cầm kiếm hành đạo trong tay, chỉ cần An Vương không liều chết thì hắn không thể giết được đối phương. Vì thế hắn dứt khoát giết mấy thiên tài của chân vũ trụ bên cạnh. Kiếm quang lóe lên, mười mấy cái đầu nữa văng ra xa. Lại giết trong tích tắc lần nữa. Có thể nói người nào có kiếm hành đạo trong tay thì là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Nhưng ngay lúc này, An Vương bỗng biến mất nhưng mục tiêu của bà ta không phải là Diệp Quân, mà là các thiên tài vũ trụ Quan Huyên ở đằng xa. Thoáng chốc An Vương vừa lao đến, mấy chục thiên tài vũ trụ Quan Huyên đã bị giết. Bà ta là một trong người yêu nghiệt nhất trong chân vũ trụ, đã được phong làm vương khi còn trẻ, dĩ nhiên sức mạnh của bà ta không phải là thứ mà các thiên tài vũ trụ Quan Huyên này có thể so sánh, đừng nói là họ, ngay cả khi Diệp Quân dùng đến kiếm hành đạo cũng chưa chắc có thể đánh lại bà ta. Bà ta không ngăn Diệp Quân lại, vì bà ta biết rõ mình không thể ngăn Diệp Quân đang có kiếm hành đạo trong tay lại. Thế nên bà ta quyết định giết những thiên tài của vũ trụ Quan Huyên. Bà ta phải khiến Diệp Quân đến ngăn mình lại, như thế để ngăn cản bà ta, Diệp Quân sẽ không tấn công những thiên tài trong chân vũ trụ nữa. Bây giờ hai người đều rất hung tàn. Ai tàn ác hơn thì người đó chiếm ưu thế. Diệp Quân cũng hiểu được ý đồ của An Vương, lúc này hắn cũng rơi vào thế khó. Đi ngăn An Vương. Vậy thì trúng kế của bà ta rồi. Vì hiện giờ tình hình bên vũ trụ Quan Huyên đã không còn thuận lợi, hắn tham chiến thì vẫn ổn. Lưỡi kiếm xẹt qua có thể lấy một địch 100 dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu hắn đi ngăn An Vương thì bọn họ sẽ bị áp chế hoàn toàn. Vẻ mặt Diệp Quân bỗng trở nên hung ác. So xem ai tàn ác hơn đúng không? Diệp Quân bỗng tức giận gào lên, cả người lao về phía trước, thoáng chốc mười mấy cái đầu đầy máu bị hắn chém văng ra xa. Vẻ mặt An Vương trở nên lạnh lùng,
bà ta cũng không có đường lui. Lúc này là lùi bước thì tổn thất sẽ càng nhiều. Chỉ đành giết. Ánh mắt An Vương lóe lên tia tàn độc, lắc người lao vào trong đám người. Vèo. Thoáng chốc vô số thiên tài thiếu niên của vũ trụ quan huyên bị giết chết không có khả năng đánh trả. Không ai có thể ngăn Diệp Quân lại được. Cũng không có ai có thể ngăn An Vương lại được. Hai bên đều giết đến đỏ mắt, điên cuồng tàn sát. Diệp Quân xông vào trong trận doanh của đám thiên tài chân vũ trụ, mỗi lần hắn vung kiếm lên đều sẽ có mấy cái đầu văng ra xa. Mắt hắn đỏ như máu, mặt mày hung tợn, hắn biết rất nhiều người vũ trụ quan huyên cũng đang chết, nhưng lúc này hắn lại chịu bó tay. Giết! Chỉ có thể giết! Lúc này sát ý của Diệp Quân đã mạnh hơn bao giờ hết. Lúc này, Diệp Khải bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, cơ thể y đã khôi phục hoàn toàn, y nhìn Diệp Quân mắt đã đỏ ngầu, trầm giọng nói, Diệp huynh, cứ tiếp tục đánh như vậy, người của vũ trụ quan huyên người đều sẽ bị giết sạch mất. Nghe Diệp Khải nói thế, tay phải cầm kiếm hành đạo của Diệp Quân run lên, hắn bỗng tức giận nói, Thiên Thiên. Rầm. Một tiếng rồng gầm bỗng vang lên giữa không trung, ngay sau đó luồng sáng trắng lao vào trong người Diệp Quân. Rầm. Dung hợp. Khí tức của Diệp Quân bỗng chốc tăng lên rất nhanh. Thấy thế, An Vương ở đằng xa dừng lại, bà ta xoay người nhìn Diệp Quân, không chỉ bà ta mà lúc này các thần linh ở đó cũng đang nhìn Diệp Quân hai mắt đỏ ngầu. Kiêng dè. Còn sợ hãi nữa. Diệp Quân quay đầu lại nhìn An Vương, gần giọng nói, An Vương, vũ trụ quan huyên tùy ý cho bà giết, bà muốn giết bao nhiêu thì cứ giết. Nói rồi hắn bỗng nói, tháp thông thiên. Trên bầu trời, một tòa tháp cao bỗng xuất hiện. Diệp Quân cầm kiếm tức giận chỉ vào bầu trời, mở thiên môn. Mở thiên môn. Các thần linh sửng sốt. Lúc này tháp thiên thông đó bỗng phát ra ánh sáng trắng rực rỡ lao thẳng lên trời. Luồng sáng trắng xuyên thủng vào vách ngăn vũ trụ giữa vũ trụ quan huyên và chân vũ trụ, thiên môn rộng cả vạn trượng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thiên môn. Có thể đi thẳng đến chân vũ trụ. Từ xưa đến nay đây là lần thứ hai thiên môn xuất hiện, lần thứ nhất là vào 3.000 vạn năm trước. Thấy Diệp Quân mở thiên môn ra, tất cả thần linh đều ngơ ngác. Hắn muốn làm gì? An Vương nhìn chằm chằm Diệp Quân, hai tay siết chặt, ánh mắt lạnh lùng không biết đang nghĩ gì. Lúc này Diệp Quân bỗng xoay người lại, hắn nhìn đống thi thể ở trước mặt An Vương. Ngoài ra, cách chỗ An Vương không xa còn có vô số thiên tài của vũ trụ quan huyên. Mặc dù trong mắt họ cũng có vẻ sợ hãi nhưng lại không hề chịu thua nửa bước. Nhìn đống thi thể và mấy thanh niên còn trẻ non nớt, Diệp Quân bỗng nói, xin lỗi. Nói rồi, hắn gào lên, từ bỏ vũ trụ quan huyên thì còn có thể chiến đấu, đi theo ta đánh vào chân vũ trụ. Vừa dứt lời, hắn bỗng biến thành một tia kiếm quang lao lên trời. Các thiên tài yêu nghiệt bên vũ trụ quan huyên ở phía sau hắn đồng loạt gào lên, sau đó đuổi theo. Không bảo vệ bên vũ trụ quan huyên nữa. Đến chân vũ trụ. Xông vào chân vũ trụ. Hành động từ bỏ vũ trụ quan huyên không chút chần chừ mà thẳng tiến vào chân vũ trụ của nhóm Diệp Quân khiến các thần linh có mặt đều sửng sốt. An Vương cũng ngây ngẩn. Đến chân vũ trụ. Tên Diệp Quân này điên rồi sao? Thấy hắn dẫn dắt một nhóm thiên tài yêu nghiệt của vũ trụ quan huyên tiến vào truyền tống trận, sắc mặt An Vương khó coi hẳn. Nếu thật sự để bọn họ vào được chân vũ trụ thì chẳng khác gì một sự nhục nhã trắng trợn. Mối nhục hơn 3.000 vạn năm trước, khi kiếm chủ nhân gian lần đầu đặt chân vào còn chưa rửa sạch, nay nếu để Diệp Quân thành công thì mặt mũi của chân vũ trụ sẽ... An Vương trợn trừng mắt nhìn lên cao, biết rằng mục đích của người kia không chỉ có thể, mà còn muốn ép bà ta phải quyết chiến. Ở vũ trụ quan huyên này, An Vương có thể tránh chiến, có thể trì hoãn, có thể chơi trao đổi. Nhưng ở chân vũ trụ thì sao? Dám không đánh với ta? Được thôi. Thế thì ta sẽ giết sạch từ đây cho đến điện chân thần. Bà ta bị đẩy sang thế bị động chỉ trong nháy mắt. An Vương bất chợt cười phá lên, hay. Hay cho tên Diệp Quân ngươi mi hữu mưu hữu dũng, không ngại máu tanh. Hay lắm. Dứt lời, bà ta hóa thành một tia sáng phóng lên cao, theo ta. Các thần linh còn lại lập tức đi theo. Bọn họ làm sao có thể để nhóm Diệp Quân An Bình đặt chân vào chân vũ trụ cho được, bằng không thì toàn bộ thế hệ trẻ này sẽ bị sỉ nhục đến không còn mặt mũi.
Trên không trung, An Nam Tịnh lẳng lặng nhìn cánh cửa thiên môn nơi xa. Kỳ Tỷ Thiên và những người khác cũng xuất hiện. Mộ Niệm Niệm hỏi An Nam Tịnh, Tịnh cô nương thấy thế nào? Sau một hồi im lặng, bà ấy mới nói, chuyện của thế hệ trẻ, để chúng nó đánh. Có người lại hỏi, nếu thế hệ trước? An Nam Tịnh đáp giọng lạnh tanh, chuyện của đời trước đánh. Những người khác gật đầu. Mộ Niệm Niệm thì thầm, ta sợ thằng bé kia, không chịu nổi. An Nam Tịnh nhìn cánh cửa, nhẹ giọng đáp, sự ra đời của cậu ấy là cao cấp nhất, nên cũng phải gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất vũ trụ này. Chúng ta chỉ có thể che chở cậu ấy khỏi bị người khác ức hiếp, còn lại. Đường của cậu ấy, phải tự đi. Mộ Niệm Niệm khẽ gật đầu. Bọn họ nhanh chóng biến mất tại chỗ. Phía dưới, Nạp Lan Ca nhìn thiên môn không chớp mắt, kế bên là Lý Bán Chi. Cô vốn cũng muốn đi theo nhưng đã bị bà ấy cản lại. Thế hệ trẻ của vũ trụ quan huyên hiện đã lên đường đến chân vũ trụ, An Nam Tịnh và những người khác cũng đi theo bảo vệ. Nơi đây cần phải có người ở lại chủ trì đại cục. Bằng không cả vũ trụ quan huyên sẽ rơi vào hỗn loạn. Mà người nhận lấy trọng trách này đương nhiên chỉ có thể là Nạp Lan Ca. Trên đời có câu nam chủ ngoại, nữ chủ nội mà. Tuy có những bảo vật do Tần Quan để lại nhưng uy lực của chúng quá lớn, Nạp Lan Ca chưa thể làm chủ toàn bộ, vừa tung ra thì chẳng khác gì lấy mạng đổi mạng. Cô thì thầm, họ sẽ trở lại chứ? Lý Bán Chi không đáp. Trở lại ư? Ánh mắt bà ấy nhìn thiên môn cũng trở nên xa xăm. Trận chiến năm ấy, cũng có rất nhiều người lên đường. Nhưng trở về, lại chẳng bao nhiêu. Diệp Quân dẫn dắt các thiên tài yêu nghiệt còn sót lại của vũ trụ quan huyên đi vào thiên môn, vào đến truyền tống trận bên trong. Trận pháp khởi động, nhanh chóng đưa họ xuyên qua vách ngăn vũ trụ, đi đến trước trấn thiên môn. Trấn thiên môn, chính là địa giới chân vũ trụ. Đi qua nơi đây, đồng nghĩa với chân chính bước vào chân vũ trụ. Diệp Quân nhìn lại phía sau, thấy chỉ còn chưa đến 300 người. Nhỏ nhất chỉ mới 14 tuổi. Đó là một kiếm tu kiếm tông với thiên phú cao ngất, hiện đã đến kiếm đế, đúng hơn là đại kiếm đế, chứng tỏ tiềm năng vô hạn. Nhưng gương mặt non trẻ ấy lại trắng bợt, bàn tay cầm kiếm khẽ run. Phát giác thấy ánh mắt Diệp Quân, cậu ta nơm nớp đáp, sư huynh, đệ. Đệ là Tiểu Hữu. Tiểu Hữu. Hắn mỉm cười hỏi lại, sợ không? Thiếu niên nhe răng cười, không ạ. Cậu ta đưa tay lên lau đi vết máu bên khóe môi, lặp lại, đệ không sợ chết đâu, thật đấy. Diệp Quân gật đầu, lướt mắt nhìn những người còn lại. Trong đó có những gương mặt hắn quen thuộc, nhưng cũng thiếu đi rất nhiều. Hắn rơi vào im lặng. Trước kia hắn không hiểu được cha đã gặp phải bao nhiêu khó nhọc để bảo vệ vũ trụ này, cho đến hôm nay mới cảm nhận được trọng trách ấy nặng nề biết bao nhiêu. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Phải có người đứng ra chịu trách nhiệm thôi. Diệp Quân hít vào một hơi thật sâu, xoay người nhìn trấn thiên môn. Dựng phía trước nó là vô vàn những cột đá, trên mỗi cột đều treo lủng lẳng đầy ắp người. Tất cả đều là người của vũ trụ quan huyên. Là những người đã tham gia tấn công chân vũ trụ vào năm đó. Đều bị treo lên ở đây. Diệp Quân dẫn đoàn người đi đến trước cột đá, ngẩng đầu nhìn lên, hốc mắt dần ướt đẫm. Không ai lên tiếng. Bọn họ đã nghe kể về rất nhiều người đang bị treo trên kia. Đến hôm nay, cuối cùng cũng được gặp tận mắt rồi. Họ chỉ biết trận chiến năm ấy thảm khốc vô cùng, lại không biết tường tận đến mức nào. Đến khi được chứng kiến thi hài của các tiền bối bị treo lên nơi đây, họ mới hiểu được. Diệp Quân nhìn những thi hài ấy, khẽ hỏi trong lòng, lúc cha đi đánh trận năm ấy. Tháp gia có theo cùng không? Thiêu hồn. Tiểu tháp đáp, có chứ. Hắn siết chặt kiếm hành đạo trong tay, trọng trách này. Nặng quá. Tiểu tháp không nói gì. Ba đời Dương gia đều có nỗi khổ riêng. Diệp Quân vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh, nhưng kẻ địch của hắn cũng đứng trên một đỉnh cao khác. Ít nhất kiếm chủ Thanh Sam và kiếm chủ nhân gian còn có thời gian trưởng thành, chậm rãi phát triển, nhưng thế hệ hôm nay vừa mới mở mắt ra đã phải lao vào những trận chiến thảm khốc nhất. Lại còn đánh mãi cho đến tận bây giờ. Không ngừng nghỉ dù chỉ một khắc. Trong khi đó, hai vị kiếm chủ kia ban đầu chỉ phải đối mặt với những đối thủ ở tầng thấp nhất. Tiểu tháp không khỏi thở dài.
Trước kia nó còn sợ Diệp Quân sẽ đi vào vết xe đổ của đời trước mà quên mất kẻ địch hiện nay của hắn là ai. Trọng trách này, đúng là quá nặng. Đúng lúc này, Bát Huyền xuất hiện cạnh Diệp Quân, vừa túm tay áo hắn vừa nói, ta giết tên đó rồi. Giết! Hắn kinh ngạc nhìn sang mới phát hiện trên gương mặt cô ấy là vết máu tươi chưa lau. Bát Huyền lại nói, tại ban nãy ta ăn chưa no thôi, bằng không đã làm thịt được từ lâu. Ta nói thật đấy. Diệp Quân câm nín. Trong lòng thì khiếp sợ vô cùng. Đó là người đứng hạng hai trên bảng, vậy mà Bát Huyền nói giết là giết. Ngoại trừ kinh hãi ra thì hắn cũng không biết nói gì cả. Đợi cảm xúc qua đi, hắn mới cười nói, xong trận này rồi ta nấu ăn cho cô nhé, chịu không? Bát Huyền hớn hở cười, được. Diệp Quân ngoài miệng cười theo, trong lòng lại nói, tháp ra, nếu ta tử trận ở đây thì hãy đưa Bát Huyền cô nương đi cùng tiền bối. Ta mang cô ấy đến đây cốt là để cô ấy trải nghiệm cuộc sống này chứ không phải để lợi dụng, mà bảo vệ vũ trụ quan huyên cũng không phải trách nhiệm của cô ấy. Nếu Bát Huyền mất mạng, ta có chết cũng không nhắm được mắt. Im lặng một hồi lâu sau, tiểu tháp mới đáp ứng, được. Bát Huyền lập tức phóng tới một ánh mắt hoài nghi dừng lại trên bụng hắn, thầm hỏi sao lại có giọng nói phát ra từ đấy. Bên trong, tiểu tháp chợt hỏi, cô ta nghe ta nói à? Một giọng nói bí ẩn vang lên, người đoán xem. Tiểu tháp im lặng. Cô gái tên Bát Huyền này, có lai lịch quá mức bí ẩn. Đúng lúc này, An Vương bất thình lình xuất hiện ngay trước Trấn Thiên Môn, đi sau là vô số người của tộc thần linh. Bà ta im lặng quan sát Diệp Quân. Đã đến nước này, có nói lời nào cũng chỉ là vô nghĩa, bởi cả vũ trụ quan huyên lẫn chân vũ trụ đều đã không còn đường lui. Chỉ còn đường quyết chiến. Diệp Quân nhấc kiếm hành đạo, nói với An Vương, chư vị đã đến đây, vậy hãy chém giết một trận cho đã đi. Giết cho đã. Những người sau lưng hắn gầm lên theo. Diệp Quân quát gọi, Thiên Thiên. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời, một tia sáng trắng chui vào giữa trán hắn. Dung hợp lần nữa. Quỳnh. Ngao Thiên Thiên vừa bay vào cơ thể đã khiến khí tức của Diệp Quân tăng lên ngùn ngụt, từ thần kiếp cảnh bay vụt tới địa tiên cảnh chỉ trong nháy mắt. Sau đó, kiếm thế tỏa ra từ người hắn đạt đến một cao độ chưa từng có trước giờ. Các thần linh thấy thế thì đanh mặt lại. Khuyết điểm lớn nhất của tên Diệp Quân này là gì? Cảnh giới. Nhưng sau khi dung hợp cùng con rồng kia, cảnh giới của hắn đã là nhân tiên, bù đắp lại thiếu hụt của bản thân. Chưa kể hắn còn có thể sử dụng chung phòng ngự chân long. Tất cả khuyết điểm đều bị san bằng. Lại còn có thần kiếm tuyệt thế trong tay. Các thần linh im lặng nhìn Diệp Quân. Trong lòng đã biết hắn bây giờ chính là vô địch. An Vương quay sang hỏi người phụ nữ đứng bên cạnh, đầu bảng đâu? Đầu bảng. Người đứng đầu bảng vũ trụ cho đến tận bây giờ vẫn chưa hề xuất hiện. Người phụ nữ đáp, theo tin vừa nhận được thì đang dẫn người từ vũ trụ vô gian trở lại đây. An Vương im lặng một hồi rồi ra lệnh, báo cho quân cận vệ. Người phụ nữ sửng sốt. An Vương, nói điện chân thần phái cận vệ thế hệ trẻ ra đây, nếu được thì cho chư thần vệ trẻ tuổi ra luôn. Người phụ nữ nghe vậy thì biến sắc, lắp bắp, An Vương. Bà ta nhìn Diệp Quân, nói, báo tà tướng cẩn thận với chủ nhân của thanh thần kiếm trong tay hắn. Đồng thời gọi quân viễn trinh về để phòng bất trắc. Người phụ nữ còn muốn nói gì nữa thì thấy An Vương nhắm mắt lại, nghe lệnh mà làm, đừng nói nhiều. Đối phương không dám nhiều lời nữa. Lặng lẽ thối lui. An Vương bất ngờ mở bừng mắt, cười hỏi Diệp Quân, Diệp công tử hẳn đã muốn giết ta từ lâu đúng không? Chỉ bằng chọn hôm nay làm ngày định sinh tử. Hắn chỉ đáp, bà đang muốn câu giờ. An Vương mỉm cười, nói thật thì ta rất tán thưởng ngươi. Diệp Quân lẳng lặng cầm kiếm đi tới. Bởi hắn biết người này đang kéo dài thời gian. Nhưng mục đích chuyến đi này của hắn là tiến vào chân vũ trụ. Vì sao người ở đó có thể đến vũ trụ quan huyên, mà người vũ trụ quan huyên lại không thể đến đó chứ? Các ngươi có thể đến, thì bọn ta cũng có thể qua. Hắn sẽ cho chân vũ trụ biết mùi vị bị xâm lược là thế nào. An Vương nhìn hắn với nụ cười trên môi. Xoẹt! Diệp Quân bất ngờ biến mất. An Vương nheo mắt lại. Một khắc sau. Thân xác bà ta bất thình lình bốc cháy. Tỏa ra một luồng khí tức hùng hậu phóng vút lên cao, ép cho những người khác phải lùi lại. Ai nấy đều kinh hãi.
An Vương thiêu đốt thân xác ư? Chỉ thấy bà ta tung ra cú đấm. Quyền ấn mang theo lưỡi lửa liếm dài vạn trượng lao ra, chấn động đất trời. Nhưng tuy kinh khủng là vậy, nó vẫn không thể ngăn lại nhát chém của Diệp Quân. Xoẹt! Đường kiếm xóa sổ quyền ấn rực lửa, kiếm quang lóe lên lao thẳng vào An Vương. Bà ta nhìn kiếm hành đạo trong tay đối thủ, im lặng một thoáng rồi siết tay phải lại. Quỳnh! Lần này, thứ bốc cháy là linh hồn bà ta. Thiêu hồn! Thẳng thừng thiêu đốt linh hồn. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt. An Vương thiêu đốt linh hồn. Không chỉ có vũ trụ quan huyên và chân vũ trụ, ngay cả Diệp Quân đang tấn công An Vương cũng cảm thấy khó tin. Hắn cũng không ngờ An Vương này lại chọn thiêu đốt linh hồn. Quá dứt khoát. Sau nỗi khiếp sợ, ánh mắt Diệp Quân trở nên lạnh lẽo, hắn cầm kiếm hành đạo bằng tay phải, không ngừng giải phóng kiếm thế, kiếm ý và kiếm hồn của bản thân. Đối mặt với An Vương này, hắn làm sao dám khinh thường. Dù là thực lực hay trí thông minh của người phụ nữ này đều vô cùng kinh khủng. Sau khi An Vương thiêu đốt linh hồn, khí thế của bà ta thoáng chốc trở nên cực kỳ đáng sợ. Lúc này, An Vương đang thiêu đốt linh hồn đột nhiên tiến lên một bước, sau đó bà ta mở lòng bàn tay, nhẹ nhàng đè xuống, tựa như núi lớn đè xuống đầu. Oanh! Động tác này kéo theo một lực lượng đáng sợ dâng trào từ lòng bàn tay của bà ta. Sức mạnh duy độ. Lực lượng này vừa xuất hiện, nét mặt Diệp Quân đã thoáng chốc trở nên nặng nề, hắn cảm nhận được sự chèn ép trước giờ chưa từng có. Vụt! Nhưng dù là sức mạnh duy độ cũng không thể ngăn cản kiếm hành đạo của Diệp Quân. Thanh kiếm có thể chém tan tất cả lực lượng trên thế gian. Khi Diệp Quân chém tan sức mạnh duy độ kia, An Vương đột nhiên biến thành một ánh lửa rồi biến mất. Uy thế ngút trời dâng trào xung quanh. Cố ngăn cản. An Vương không thể không ngăn cản, nếu không, Diệp Quân thật sự sẽ tiến vào chân vũ trụ. Hiện tại là trận chiến của thế hệ trẻ, ở đây chỉ bà ta mới có thể ngăn cản được Diệp Quân cầm thần kiếm. Bà ta không thể không ra tay. Mà đây cũng là một trong những mục đích Diệp Quân đến nơi này. Ở vũ trụ quan huyên, An Vương có sự lựa chọn. Còn ở nơi này, bà ta không có sự lựa chọn nào cả. Chỉ có thể tiếp chiêu. Trong thoáng chốc, kiếm quang nổ tung ở phía xa, sau kiếm quang này, Diệp Quân và An Vương đồng thời lùi lại. Khi Diệp Quân dừng lại, khóe miệng của hắn có một ngụm máu tươi chậm rãi chảy ra. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía An Vương, lúc này, linh hồn của An Vương gần như đã thành một luồng khói xanh, như thể một cơn gió cũng có thể thổi bà ta tan biến. An Vương nhìn kiếm hành đạo trong tay Diệp Quân, cười nói, ta đánh giá thấp kiếm của ngươi rồi. Diệp Quân không nói gì, hắn xách kiếm đi tới chỗ thiên môn phía xa. An Vương lại nói, tất cả mọi người lập tức rút lui, đợi hạo huyên. Các thần linh nhìn về phía An Vương, siết chặt hai tay, không nói một lời. An Vương hét to, mau rút lui. Nghe thấy lời của An Vương, mấy thần linh nhìn Diệp Quân phía xa, sau đó đồng loạt xoay người tiến vào trấn thiên môn. Diệp Quân cũng không đuổi theo, hắn vẫn chậm rãi đi tới trấn thiên môn. Lúc Diệp Quân đi qua An Vương, bà ta chợt nhẹ giọng nói, Diệp công tử. Diệp Quân dừng bước. An Vương khẽ mỉm cười, trước khi chết, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, có được không? Không phải đang kéo dài thời gian đâu. Diệp Quân tiếp tục đi về phía xa. An Vương hỏi, theo ta được biết, thanh kiếm kia của ngươi không phải của kiếm chủ nhân gian, đúng không? Diệp Quân không trả lời. An Vương khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Diệp Quân chợt cất lời, bà vốn có thể rời đi. Hắn biết nếu người phụ nữ này muốn đi, dù hắn có sử dụng kiếm hành đạo cũng không thể giết chết đối phương. An Vương cười nói, đúng là thế, nhưng phía sau ta là chân vũ trụ. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía An Vương, nếu bà đã biết sau lưng bà là chân vũ trụ, vậy ta hỏi bà, lúc chân vũ trụ của bà xâm phạm vũ trụ quan huyên, bà có nghĩ tới? Diệp công tử, An Vương đột nhiên ngắt lời Diệp Quân, bà ta cười nói, Diệp công tử, ta từng đọc lịch sử của vũ trụ quan huyên, năm đó vũ trụ quan huyên cũng không phải một vũ trụ thống nhất, mãi sau này cha của ngươi mới thống nhất nó. Ngươi có từng nghĩ, trong mắt cường giả của những thế giới kia, cha ngươi cũng là một kẻ xâm lược không? Diệp Quân im lặng. An Vương nói tiếp,
Bản chất của vũ trụ này chính là kẻ mạnh là vua, người thích nghi mới có thể tồn tại. Nói đến đây, bà ta nhìn về phía chỗ sâu trong hư không, nhẹ giọng nói, Diệp công tử, tiếc rằng người không phải người của chân vũ trụ, nếu không, chúng ta đã có thể thành bạn rồi. Nói xong câu này, linh hồn của bà ta cũng chậm rãi tan biến. Diệp Quân im lặng một lát, sau đó tiếp tục đi về phía Trấn Thiên Môn. Chẳng mấy chốc, hắn đã đi tới trước Trấn Thiên Môn, đối diện hắn có một màn sáng. Vách ngăn duy độ. Một vài cao thủ của thư viện Quan Huyên đang có mặt đều nhìn vách ngăn duy độ kia với nét mặt nặng nề. Từ trước đến giờ, vũ trụ Quan Huyên chỉ có một thanh kiếm chém vỡ được vách ngăn duy độ. Kiếm Thanh Huyên. Mà bây giờ, kiếm Thanh Huyên không ở trong tay Diệp Quân. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên đâm thanh kiếm đang cầm về phía trước. Xoẹt. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, vách ngăn duy độ kia lập tức bị nứt ra. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Họ đều biết Diệp Quân có một thanh thần kiếm, nhưng thật ra chỉ có một số ít người nhận ra được kiếm hành đạo. Dù sao ngoài những người thân thiết nhất của kiếm chủ nhân gian, những người biết đến thanh kiếm này năm đó gần như đều chết hết. 3.000 vạn năm sau, những người từng nghe nói đến thiên mệnh váy trắng đã ít lại càng ít hơn. Lúc này, Diệp Quân chợt nhẹ giọng nói, Thiên Thiên, lần này đi có thể sẽ chết, cô có muốn đi cùng ta không? Ngao Thiên Thiên đáp, trước kia ta đồng ý, bây giờ, ta vẫn đồng ý. Diệp Quân cười to, sau đó tiến một bước về phía trước, lập tức bước vào Trấn Thiên Môn. Hắn thu hồi kiếm hành đạo, vách ngăn duy độ kia lập tức tự khép lại. Thấy cảnh này, sắc mặt mấy người nhóm Diệp Khải phía xa thay đổi, điên cuồng xông tới trước Trấn Thiên Môn, Diệp Khải còn đánh một quyền về phía vách ngăn duy độ. Oanh! Vách ngăn duy độ không hề bị ảnh hưởng. Diệp Khải ngây người, sau đó nhìn về phía Diệp Quân, giận dữ hét lên, huynh làm gì thế? Diệp Quân nhìn mấy người trước mặt, khẽ mỉm cười, Diệp Khải đệ, giúp ta chăm sóc tộc trưởng và gia tộc họ Diệp. Diệp Khải tức giận nhìn Diệp Quân, chúng ta có thể cùng nhau gánh vác. Diệp Quân lắc đầu, ta là đại ca, cứ để ta. Diệp Khải lại đấm một phát về phía vách ngăn duy độ, nhưng vô dụng, dù y có dùng chín pháp tắc cũng không làm gì được. Diệp Quân nhìn Tịch Huyền ở một bên, Tịch Huyền cũng đang nhìn hắn. Diệp Quân khẽ mỉm cười, Tịch Huyền cô nương, cảm ơn cô đã từng liều mạng cứu ta luôn muốn nói vài lời với cô, nhưng mỗi lần gặp cô, ta lại không biết nói thế nào, tóm lại là ta rất vui vì đã quen biết cô. Nghe thấy lời của Diệp Quân, Tịch Huyền lập tức rơi nước mắt. Có những thứ không thể nào kiềm chế được. Ví dụ như nước mắt. Và cả tình cảm. Diệp Quân quay đầu nhìn Nam Lăng Nhất Nhất, hắn khẽ mỉm cười, sư tỷ, ta luôn muốn đón sư phụ đến thư viện, nhưng mà ta thật sự rất bận, có rất nhiều chuyện cần ta làm. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, sư đệ, bây giờ ta rất mạnh, ta đi cùng đệ, được không? Diệp Quân lắc đầu, hắn nhìn một vòng tất cả mọi người xung quanh, cuối cùng, hắn dừng lại ở kiếm tu tiểu hữu nhỏ tuổi nhất kia, khẽ mỉm cười, đưa cậu ấy về nhà. Đưa tất cả tiền bối trên cột đá về nhà. Các vị, chúng ta sau này gặp lại. Nói đến đây, hắn khẽ cười, sau đó xoay người biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cách đó không xa. Mọi người đều sững sờ. Lúc này, một giọng nói chợt vang lên, đợi đã. Mọi người nhìn sang, một cô gái vác cái bát to đang nhanh chóng lao về phía Thiên Môn. Chính là Bát Huyền. Bát Huyền nhìn Diệp Quân sắp đi xa, vô cùng nôn nóng. Cơm. Vẫn còn 10 nồi cơm chưa nấu cho cô ấy mà. Sao lại đi được chứ? Hơn nữa còn không dẫn cô ấy theo. Muốn quỵt nợ à? Sao có thể chứ? Dưới ánh nhìn của mọi người, Bát Huyền lao thẳng tới trước vách ngăn duy độ kia, mọi người đều biến sắc, muốn ngăn cản cô ấy. Nhưng ngay sau đó, Bát Huyền đã xuyên qua vách ngăn kia, lao thẳng vào trong. Thấy cảnh này, mọi người sửng sốt. Chạy vào rồi. Lúc này, Tư Thông Thiên đột nhiên đi tới bên cạnh Hám Tông, y cất lời, Hám Tông huynh là thể tu, thử Tông vào xem, nói không chừng sẽ đi vào được đấy. Hám Tông nhìn thoáng qua Tư Thông Thiên, cậu ta không thân thiết với y cho lắm, nhưng cậu ta thấy Tư Thông Thiên gọi Diệp Quân là đại ca, hơn nữa Diệp Quân cũng không nói gì, rõ ràng Diệp Quân và Tư Thông Thiên thật sự là huynh đệ. Thế nên cậu ta gật đầu, ta thử xem sao. Dứt lời.
Cậu ta lao thẳng về phía trước, tông người vào vách ngăn duy độ kia. Ầm. Dưới ánh nhìn của mọi người, Hám Tông bị đánh bay ra xa tận mấy trăm trượng. Vỡ đầu chảy máu đầy mặt, cực kỳ thê thảm. Thấy cảnh này, Tư Thông Thiên nheo mắt, sau đó vội tránh sang một bên. Cách đó không xa, Hám Tông vẫn thấy đầu đang kêu ong ong. Mọi người đều nhìn vách ngăn duy độ kia, im lặng không nói gì. Hám Tông là thể tu, rất khỏe, nhưng khi nãy cậu ta lại không thể dung chuyển vách ngăn duy độ này. Rất rõ ràng là họ không thể phá được nó. Lúc này, Diệp Khải đột nhiên sử dụng 9 pháp tắc, y điều động tất cả sức mạnh pháp tắc, sau đó đánh ra một đòn bằng tất cả sức mạnh. Oanh! Một lực lượng đáng sợ bộc phát từ trên vách ngăn duy độ, lực lượng thoáng chốc đánh Diệp Khải bay xa mấy trăm trượng, mà nó vẫn không tổn hao gì. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sa sầm mặt. Diệp Khải nhìn chằm chằm vách ngăn duy độ với sắc mặt vô cùng khó coi. Y đang định ra tay một lần nữa, thì sư phụ của y chợt nhẹ giọng nói, con không phá được nó đâu, dù là ta cũng không thể nào lay chuyển được nó. Diệp Khải siết chặt hai tay, im lặng. Lúc này, một tia huyết quang đột nhiên xuất hiện, sau đó, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Một cô gái nhanh chóng lao tới trước vách ngăn duy độ, cô ấy vung tay áo, viết một nét bút lên trên vách ngăn duy độ. Xoẹt! Nét bút kia chém rách vách ngăn, sau đó, cô ấy biến thành một tia huyết quang lao vào trong. Vách ngăn duy độ khép lại. Mọi người xung quanh đều ngơ ngác. Dễ đi vào như thế à? Một lúc lâu sau đó, mọi người vẫn đứng nhìn vách ngăn duy độ kia, không nói một lời. Một mình Diệp Quân tiến vào chân vũ trụ. Hắn có thể sống sót trở về không? Chiến trường hư chân, một cô gái đứng trên tháp thông thiên, cô nhìn bầu trời phía xa, im lặng không nói một lời. Chính là Nạp Lan Ca. Bây giờ, Nạp Lan Ca đang đội mũ phượng, đeo khăn choàng vai, dung mạo tuyệt thế. Nạp Lan Ca nhìn chằm chằm tinh không kia, tay phải của cô đang nắm chặt cây châm ngọc Diệp Quân từng tặng mình, nhẹ giọng nói, nếu huynh trở về, muội sẽ mặc áo cưới, nếu không trở về, muội sẽ mặc áo tang. Có phải ngươi chê ta ăn nhiều không? Sau khi tiến vào trấn thiên môn, Diệp Quân lập tức đi vào một đường hầm thời không. Hắn có thể cảm nhận được vô số khí thế cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ ở xung quanh nơi này. Hắn biết những khí thế này là của cao thủ trấn giữ chân vũ trụ. Trong đó thậm chí còn có khí thế của cao thủ cấp đại đế. Đại đế! Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại. Ở chư thiên vạn giới, cao thủ cấp bậc đại đế là tồn tại vô cùng hiếm có. Nhưng đối với chân vũ trụ, dù cấp bậc này cũng rất mạnh, nhưng chắc chắn không phải hàng đầu. Dù sao, chân vũ trụ có không ít cao thủ cấp bậc thần linh vũ trụ. Nhưng những cao thủ thần bí trong bóng tối kia không hề ra tay với hắn. Đây là cuộc chiến của thế hệ trẻ. Diệp Quân nói trong lòng, tháp gia, ngươi cảm thấy thế hệ trước của chân vũ trụ này sẽ ra tay với ta không? Tiểu tháp hỏi ngược lại, ngươi quan tâm à? Diệp Quân lập tức cười to. Quan tâm ư? Nếu hắn quan tâm thì đã không đến đây. Tiểu tháp lại nói, theo hiểu biết của ta với bọn họ, thế hệ trước của bọn họ sẽ không ra tay với ngươi, trừ khi ngươi làm trái quy tắc trước, ví dụ như người đời trước ra tay cứu ngươi. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, yên tâm, chân vũ trụ của bọn họ làm đúng quy tắc, Diệp Quân ta cũng sẽ làm đúng quy tắc. Bọn họ không điều động thế hệ trước, chắc chắn ta cũng sẽ không gọi người, vũ trụ quan huyên có thể thua, cũng có thể chết. Tiểu tháp im lặng. Gọi người. Xét công bằng thì đến hiện tại, Diệp Quân thật sự chưa từng gọi người. Ngay cả kiếm hành đạo, không cần thiết thì hắn sẽ không dùng. Đương nhiên hắn cũng không bảo thủ, đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ như thế, nếu quá mức bảo thủ thì chính là ngu xuẩn. Tiểu tháp nhẹ giọng nói, sau trận chiến này, ngươi lo mà dạy dỗ hắn tu luyện đi. Nó biết nó không giúp được gì cho Diệp Quân, phải để người có năng lực hơn hướng dẫn hắn. Còn về thiên mệnh váy trắng. Sau khi Diệp Quân mạnh hơn một chút có thể nhờ bà ấy chỉ điểm, chỉ cần ít thôi cũng đã rất hữu dụng rồi. Giọng nói bí ẩn đáp, được. Đương nhiên bà ấy rất quan tâm Diệp Quân. Tiểu tháp lại nói, người dưỡng thương trong tháp lâu như thế vẫn chưa khỏi à. Giọng nói bí ẩn đáp, sắp rồi. Tiểu tháp không nói gì nữa. Diệp Quân đi về phía xa, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên đáp, ta đây.
Diệp Quân cười khẽ nói, trước giờ luôn là cô giúp ta, còn ta thì chưa từng giúp gì cho cô, ta cảm thấy hơi ngại. Ngao Thiên Thiên nói, giữa hai chúng ta cần gì phải nói những điều này chứ? Diệp Quân cười khẽ, đang định nói tiếp thì lúc này, hắn đột nhiên xoay người, một cô gái đã lao đến trước mặt hắn. Thấy người này, Diệp Quân nhất thời sửng sốt. Bát Huyền, sao cô ấy lại đến đây? Diệp Quân hơi ngơ ngác. Bát Huyền kích động nhìn Diệp Quân, cơm đâu? Cơm của ta đâu? Ngươi đã hứa sẽ nấu 10 nồi cơm rồi mà. Nét mặt Diệp Quân trở nên cứng đờ. Cô vì 10 nồi cô mà đuổi theo ta từ vũ trụ Quan Huyên đến tận chân vũ trụ ập. Lúc này, Diệp Quân thật sự thấy cạn lời. Đương nhiên, điều khiến hắn nghi ngờ nhất là cô nhóc này vào đây bằng cách nào. Nếu không có kiếm hành đạo, hắn cũng không thể vào đây được. Mà Bát Huyền lại có thể vào. Diệp Quân hơi do dự, sau đó hỏi, Bát Huyền, cô vào đây bằng cách nào vậy? Bát Huyền nhìn Diệp Quân, chạy vào. Diệp Quân cau mày, chạy vào. Bát Huyền gật đầu. Diệp Quân im lặng. Hắn biết Bát Huyền sẽ không nói dối, trừ khi trong tình huống rất đói. Bát Huyền đắn đo một lúc rồi nói, ăn cơm trước rồi nói tiếp, được không? Khóe miệng Diệp Quân khẽ giật. Diệp Quân không thể làm gì hơn, chỉ đành nấu cơm cho Bát Huyền. Thấy Diệp Quân bắt đầu nấu cơm, Bát Huyền ở bên cạnh lập tức sáng mắt lên, nước miếng bắt đầu chảy xuống. Không lâu sau đó, Diệp Quân đã nấu cho Bát Huyền 3 nồi cơm. Còn hầm một nồi thịt rồng và thịt trâu. Bát Huyền cũng không kiêng nể gì, lập tức lấy cái bát to ở sau lưng xuống, bắt đầu ăn cơm. Nhìn Bát Huyền ăn ngon lành, Diệp Quân hơi tò mò, thầm nói, tiền bối, sao cô ấy có thể ăn nhiều thế? Giọng nói bí ẩn đáp, thể chất đặc biệt. Diệp Quân cau mày, thể chất đặc biệt. Giọng nói bí ẩn đáp, phải. Diệp Quân lại hỏi, thể chất gì cơ? Giọng nói bí ẩn lại không chịu nói gì thêm. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, thấy đối phương không muốn nói nhiều, hắn cũng không hỏi thêm. Một lát sau, Bát Huyền ăn sạch mấy nồi cơm lớn trước mặt, trên mặt cô ấy lập tức lộ vẻ thỏa mãn. Diệp Quân nhìn Bát Huyền trước mặt, hắn chần chừ một lát rồi nói, Bát Huyền, hay cô về trước đi, đợi sau khi xong chuyện, ta sẽ về tìm cô. Không được. Bát Huyền nhìn về phía Diệp Quân, tuyệt đối không được. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Bát Huyền im lặng. Khó khăn lắm mới tìm được một phiếu cơm dài hạn, sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế? Thấy Bát Huyền không nói gì, Diệp Quân lại nói, Bát Huyền, phía trước rất nguy hiểm. Bát Huyền nhìn hắn, ta có thể giúp ngươi đánh nhau. Diệp Quân im lặng, hắn thật sự không muốn Bát Huyền bị cuốn vào vòng xoáy này. Bát Huyền cúi đầu, nhỏ giọng nói, có phải ngươi cũng chê ta ăn nhiều không? Sau này mỗi ngày ta sẽ ăn ít đi 2 miếng, được chứ? Diệp Quân đen mặt, một lát sau, hắn nhìn Bát Huyền, nhẹ giọng nói, ta biết cô muốn giúp ta, nhưng chuyến đi này rất nguy hiểm. Đương nhiên hắn sẽ không cho rằng đối phương đi theo mình chỉ vì cơm. Cô nhóc này thích ăn cơm, khá ngây thơ, nhưng cô ấy đâu có ngu. Nghe thấy lời của Diệp Quân, Bát Huyền im lặng một lát, sau đó nhỏ giọng nói, vậy ngươi cùng ta về đi, được không? Diệp Quân lắc đầu. Đến cũng đến rồi. Cứ thế mà về ư. Đùa à. Bát Huyền nhìn Diệp Quân, vậy ta đi cùng ngươi. Diệp Quân chần chừ một lúc rồi nói, Bát Huyền, chuyến đi này có thể sẽ chết đấy. Bát Huyền bình tĩnh đáp, ờ. Diệp Quân cạn lời. Thái độ này của cô là sao? Diệp Quân còn muốn nói gì đó thì giọng nói bí ẩn chợt cất lời, tiểu tử, ta biết ngươi không muốn nàng bị cuốn vào vũng nước đục này. Nhưng ta có thể cho ngươi biết, nàng khá đặc biệt, sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Khá đặc biệt. Diệp Quân nhìn Bát Huyền, hắn chần chừ một lúc rồi nói, vậy chúng ta đi cùng nhau. Bát Huyền cười tươi, được. Diệp Quân cười hỏi, cô có thể đánh nhau với mấy người? Bát Huyền nghiêm túc đáp, nếu ăn no, ta muốn đánh bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu. Diệp Quân hơi đau đầu. Rốt cuộc cô phải ăn bao nhiêu mới tính là no? Lúc này, phía xa đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, Diệp Quân không suy nghĩ linh tinh nữa, hắn biết là đã đến nơi rồi. Diệp Quân kéo Bát Huyền lại, ngay sau đó, hai người cùng xuyên qua tia sáng trắng. Khi mở mắt lần nữa, bọn họ đã ở trong một cánh đồng hoang vu. Trời xanh, mây trắng,
xung quanh như vô tận. Trước mặt Diệp Quân và Bát Huyền khoảng nghìn trượng là mấy chục nghìn cao thủ thần linh. Toàn bộ thiên tài và yêu nghiệt đứng đầu chân vũ trụ. Ngoài ra, cuối chân trời, trên một đám mây còn có gần cả triệu thiên tài yêu nghiệt thần linh khác. Những người đó có khí thế yếu hơn, thực lực khá thấp. Mà lúc này, bọn họ đều đang tập trung vào hai người Diệp Quân bên dưới. Diệp Quân mở lòng bàn tay, một món thần giáp quan huyên xuất hiện trước mặt Bát Huyền, nhỏ một giọt máu lên. Bát Huyền liên tục lắc đầu, đau. Diệp Quân quay đầu nhìn Bát Huyền chớp mắt, không. Diệp Quân lại nói, 10 nồi cơm. Nghe vậy, Bát Huyền lập tức hơi do dự. Diệp Quân lại nói, cộng thêm 10 nồi thịt khác loại nữa. Bát Huyền lập tức cắn rách đầu ngón tay, sau đó nhỏ một giọt máu tươi lên thần giáp quan huyên đó, máu tươi vừa nhỏ lên, thần giáp lập tức biến thành một tia sáng bay vào người Bát Huyền. Bát Huyền tỏ vẻ kinh ngạc. Diệp Quân cầm kiếm hành đạo chậm rãi đi về phía đám thần linh kia, Bát Huyền, tự bảo vệ bản thân cho tốt. Dứt lời, hắn biến thành một tia kiếm quang xông lên. Không phí lời lấy một câu. Đến nơi này rồi, không phải đối phương chết thì chính là hắn chết. Nói làm gì, cứ đánh thôi. Thấy Diệp Quân ra tay, sắc mặt những thần linh xung quanh lập tức trở nên dữ tợn, tên thần linh dẫn đầu chợt hét to, giữ chân hắn, đợi mấy người hảo huyên đến. Sau khi nói xong, hắn ta xông lên trước. Mấy chục nghìn thần linh xung quanh cũng cùng lao tới. Giết! Tiếng quát chấn động đất trời. Diệp Quân xông lên, hắn xoay cổ tay, một tia kiếm quang bay ra. Xoẹt! Trong nháy mắt, mười mấy thiên tài thần linh bị hắn chém chết bằng một kiếm. Nhưng ngay sau đó, lại có nhiều thần linh hơn tấn công hắn. Mà lúc này, Bát Huyền cũng xông lên cùng Diệp Quân. Một khi đánh nhau, cô ấy cũng rất mạnh mẽ, lực đấm vô cùng bá đạo, mỗi cú đấm đều có thể khiến đất trời rung động, cực kỳ dữ dội. Diệp Quân cầm kiếm hành đạo trong tay giết ra một con đường máu, nơi hắn đi qua, thế như trẻ tre, không một thần linh nào đỡ được một kiếm của hắn. Kiếm chém tới, chắc chắn sẽ có đầu người rơi xuống. Chưa đến nửa khắc, xung quanh đã có thêm mấy chục thi thể. Chết ở chân vũ trụ thì thật sự sẽ chết. Bát Huyền theo sát sau lưng Diệp Quân, cô ấy bước đi nhanh như tia chớp, khi vung tay, mặt đất vỡ nát, không gian nổ tung, những người đến gần cô ấy không chết cũng sẽ bị thương. Chưa tới một khắc, Diệp Quân và Bát Huyền đã giết được mấy chục nghìn người. Sau lưng hai người là thi thể và máu, nhìn kỹ thì chắc hơn nghìn người. Diệp Quân và Bát Huyền dừng lại, Diệp Quân xoay người nhìn đám thần linh phía xa, mà lúc này, bọn họ cũng đang nhìn hắn. Trong mắt đám thần linh lộ vẻ kiêng dè và sợ hãi. Sau một hồi chiến đấu, kiếm của Diệp Quân thật sự quá kinh khủng, bọn họ hoàn toàn không thể chống lại mũi kiếm của hắn. Mũi kiếm đi qua, chắc chắn có thần linh chết. Mà lúc này, quần áo Diệp Quân đã nhuốm màu đỏ thẫm. Bị máu tươi của kẻ thù tắm ướt. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Bát Huyền, quần áo cô ấy cũng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Diệp Quân cười nói, tiếp tục. Bát Huyền gật đầu, đánh xong thì ăn cơm, được chứ? Diệp Quân cười to, được, rồi hắn xoay người nhìn về phía đám thần linh kia tiếp tục đi. Dứt lời, hắn biến thành một tia kiếm quang xông lên. Vụt! Thời không nơi kiếm đi qua yếu ớt tựa như giấy mỏng, lập tức bị chém rách. Bát Huyền theo sát phía sau. Thấy Diệp Quân xông đến, người đàn ông thần linh dẫn đầu chợt gần giọng nói, không phải chỉ là chết thôi sao? Sợ cái gì, giết. Nói xong, hắn ta tiếp tục xông lên. Tất cả thần linh sau lưng hắn ta cũng đều lao tới không chút do dự. Vũ trụ quan huyên không có kẻ hèn nhát. Chân vũ trụ cũng thế. Hơn 2 vạn người lao về phía tia kiếm quang kia như phát điên. Sau đó, những người ở phía trước lần lượt ngã xuống. Còn thanh kiếm kia vẫn thế như trẻ tre, nơi nó đi qua đều như gỗ mục bị chém. Nhưng những thần linh phía sau lại không hề lùi bước. Nối đuôi nhau xông tới. Cũng có rất nhiều thần linh thiêu đốt thân thể và linh hồn của mình. Trong nháy mắt, trong thiên địa vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trên đám mây, tất cả thần linh đều nhìn chằm chằm chiến trường bên dưới, nhìn các thần linh lần lượt ngã xuống, bọn họ cảm thấy trái tim mình như rỉ máu. Lúc này, bọn họ chỉ hận bản thân vô dụng, thực lực không đủ, không thể ra chiến trường. Bên dưới,
Diệp Quân lại giết chết một đám thần linh. Sau lưng hắn và Bát Huyền chất đầy thi thể, máu tươi chậm rãi chảy thành sông. Diệp Quân nhìn tay phải của mình, tay của hắn đang run, trên khóe miệng hắn cũng có một dòng máu tươi chậm rãi chảy xuống. Những thần linh này nối đuôi nhau thiêu đốt linh hồn tự bạo, tạo thành lực lượng rất khủng khiếp, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản, cho nên chính hắn cũng bị thương. Diệp Quân hỏi trong lòng, Thiên Thiên, vẫn ổn chứ? Ngao Thiên Thiên im lặng một lát rồi đáp, vẫn ổn. Diệp Quân cau mày, đừng lừa ta. Ngao Thiên Thiên cười đáp, thật sự vẫn ổn. Diệp Quân hít sâu một hơi, hắn nhìn những thần linh phía xa, lúc này, ở đây chỉ còn lại khoảng 2 vạn thần linh, có vài thần linh vẫn đang thiêu đốt thân thể và linh hồn. Lúc này, trong mắt họ đã không còn sự sợ hãi và kiêng dè nữa, chỉ còn lại sát khí. Ngay lúc cả cái chết cũng không còn đáng sợ, thì dù ngươi có mạnh hơn nữa, ta cũng sẽ không chùn bước. Vì kết quả tệ nhất cũng chỉ là chết mà thôi. Mà trước đó, thần linh dẫn đầu đã chết trận, không còn ai ra lệnh nữa. Lúc này, một thần linh áo đen chậm rãi bước ra, hắn ta nhìn Diệp Quân và Bát Huyền phía xa, cười dữ tợn, chỉ mong kiếp sau ta vẫn sẽ là thần linh của chân vũ trụ. Dứt lời, thân thể và linh hồn hắn ta đột nhiên bốc cháy. Khí thế liên tục dâng trào. Hắn ta đột nhiên cười to, giết. Sau đó, hắn ta đột nhiên biến thành một tia hỏa quang lao tới. Tất cả thần linh sau lưng hắn ta cũng đồng loạt xông lên. Gần 2 vạn khí thế mạnh mẽ dâng lên như nước lũ, tuy chỉ có chưa đến 2 vạn thần linh, nhưng lúc này lại như hàng triệu quân mã đồng loạt xông lên, khí thế mạnh mẽ khiến thời không mấy chục nghìn trượng xung quanh vỡ tan. Liều mạng đánh một trận. Nhìn 2 vạn người kia xông đến, Diệp Quân hít sâu một hơi, cười dữ tợn, giết. Nói xong, hắn giẫm chân phải xuống đất. Xoẹt. Dưới chân có lôi quang xuất hiện. Mà lúc này, Diệp Quân cũng đã lao đi. Bát Huyền theo sát phía sau. Trong nháy mắt, một vài thần linh đã xông lên phía trước đồng loạt ngã xuống, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Mà Diệp Quân cũng cố hết sức giết ra một con đường máu trong 2 vạn người. Khi hắn dừng lại, sau lưng hắn chỉ còn lại khoảng 15.000 thần linh. Tay phải của hắn run rẩy dữ dội. Giết đến mức nhũn cả tay. Vì những thần linh này đều không phải thần linh bình thường, họ là thiên tài của chân vũ trụ, hơn nữa, tất cả đều thiêu đốt linh hồn và thân thể. Diệp Quân lau đi máu tươi trên khóe miệng, sau đó nhìn Bát Huyền bên cạnh, khóe miệng cô ấy cũng có máu tươi chảy xuống. Diệp Quân nhỏ giọng hỏi, có đau không? Bát Huyền vội gật đầu, đau. Diệp Quân nhìn Bát Huyền, khẽ nói trong lòng, tháp ra, dù thế nào cũng đừng để nha đầu này chết trận ở đây với ta. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía đám thần linh kia, mà lúc này, bọn họ cũng đang nhìn hắn. Thần linh áo đen trước đó cũng đã chết trận. Lúc này, một thiếu niên trông rất non nớt bước ra, cả người cậu ta dính đầy máu, cậu ta nhìn Diệp Quân, giết. Vào lúc đang định ra tay thì phía chân trời có khí thế đáng sợ dâng trào, cùng lúc đó, một giọng nói vang lên, các huynh đệ lùi lại đi, để Hạo Huyên ta ra tay. Hạo Huyên, người đứng đầu bảng chân võ. Một khí thế xuất hiện. Khí thế của thần đế. Lúc này, thời không sau lưng Diệp Quân rung động, sau đó, một giọng nói đột nhiên vang lên, người tiếp tục giết, người mạnh nhất giao cho ta. Oanh! Trong nháy mắt, thời không kia biến thành một màu đỏ như máu. Nghe thấy câu này, Diệp Quân sửng sốt, trong lòng tự hỏi đây là ai. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, ở đó có một cô gái đang đi tới, cô ấy mặc váy màu đỏ, toàn thân một màu máu, trông có vẻ không phải người tốt. Nhìn thấy người tới, Diệp Quân nhíu mày, trong lòng ngày càng khó hiểu, bởi vì hắn không biết cô ấy. Không phải người của vũ trụ Quan Huyên. Vậy là ai? Dường như nghĩ tới điều gì, hai mắt Diệp Quân đột nhiên mở to, trong mắt đầy vẻ không tin được. Huyết mạch. Mặc dù hắn không biết người này, nhưng huyết mạch lại vô cùng quen thuộc. Đây chẳng phải huyết mạch Phong Ma sao? Tỷ tỷ. Diệp Quân lập tức nghĩ ra thân phận của cô gái trước mắt, chắc chắn là tỷ tỷ mà hắn chưa gặp bao giờ. Tỷ tỷ này trông khá dữ dằn đây. Diệp Quân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Hắn không ngờ tỷ tỷ mà mình chưa gặp bao giờ lại xuất hiện. Tỷ tỷ thế này, phụ thân nên sinh thêm vài người nữa chứ. Trên bầu trời,
cô gái chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Quân, một luồng sát ý và ác ý ập đến. Cảm nhận được ác ý và sát ý ập tới, nhưng Diệp Quân không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy thân thiết, đây là cảm giác huyết mạch tương liên. Cô gái đi tới trước mặt Diệp Quân, nhìn thẳng vào hắn, có biết ta là ai không? Diệp Quân gật đầu, tỷ. Tỷ. Nghe Diệp Quân gọi như thế, vẻ mặt lạnh băng của cô gái hơi thay đổi, cô ấy gật đầu ta đánh tên mạnh nhất. Nói xong cô ấy đi về nơi không xa. Ở đó có một người đàn ông đi đến, thân hình thẳng tắp, quần áo lụa là, đầu đội mũ quan, phong thái uy nghiêm, khuôn mặt sáng sủa, bước đi ung dung chậm rãi, dường như tới đây vội vàng nên trên người tản ra khí thế gấp gáp, mà chính khí thế này khiến cho đất trời rung chuyển. Đứng đầu bảng chân võ. Hạo Huyên. Thần đế khi mới 18 tuổi. Ở chân vũ trụ, hắn ta là một truyền thuyết bất bại. Thần đế trẻ nhất mấy nghìn năm qua của chân vũ trụ, cũng là tồn tại đáng sợ đạt được vị trí đứng đầu bảng chân võ nhanh nhất chân vũ trụ từ trước đến nay. Từ khi bắt đầu đấu bảng, chỉ một ngày hắn ta đã vượt qua đánh bại hết cả bảng chân võ. Nhưng đáng sợ nhất là khi hắn ta còn ở cảnh giới nhân tiên đã đánh bại cường giả cảnh giới thần đế. Cảnh giới nhân tiên đánh bại thần đế. Điều này đáng sợ đến mức nào? Mà bây giờ hắn ta đã là cảnh giới thần đế. Sau lưng Hạo Huyên còn có 12 người, 10 nam 2 nữ. 12 người đều rất trẻ, người lớn nhất cũng chỉ 19 tuổi, nhưng cả 12 người đều đã đến cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên. Tuế Nguyệt Tiên 19 tuổi. Hơn nữa trên người 12 người này đều toát ra khí thế cực kỳ hung hãn, trong mắt đều có sát khí. 12 thần linh đều đã có kinh nghiệm chinh chiến lâu năm. Diệp Quân không biết 12 thần linh này, nhưng những thần linh ở cách đó không xa thì biết. Khi nhìn thấy 12 thần linh này, nét mặt những thần linh kia đều trở nên nặng nề chưa từng có, còn có cả sự cung kính. Quân cận vệ. 12 thần linh này đến từ quân cận vệ một trong những quân đội hùng mạnh nhất chân vũ trụ. Đương nhiên những thiên tài yêu nghiệt của chân vũ trụ không chỉ giới hạn trong bảng chân võ. Giống vũ trụ Quan Huyên, nội bộ chân vũ trụ cũng có các tông môn thế lực phức tạp, bọn họ cũng sẽ bồi dưỡng nhân tài của mình. Ngoài ra, ba quân đội lớn của chân vũ trụ cũng sẽ đào tạo nhân tài riêng, hơn nữa họ còn thích đến dân gian để tìm kiếm thiên tài có tâm tính tốt và thiên phú cao để bồi dưỡng thêm. Loại thiên tài này chỉ trung thành với quân đội và chân thần, họ sẽ không đấu bảng, cũng không quan tâm hư danh. Chức trách và sứ mệnh của quân cận vệ bọn họ là bảo vệ chân vũ trụ. Năm xưa kiếm chủ nhân gian dẫn người sát phạt chân vũ trụ, quân cận vệ là nhánh quân thảm nhất. Trận chiến đó, quân cận vệ bị giết hết gần 8 phần. Suýt chút nữa đã bị kiếm chủ nhân gian giết sạch. Nhưng các thành viên của quân cận vệ đều không lùi bước, tất cả đều tử chiến trước chân thần điện. Dù kiếm chủ nhân gian giết tới mức huyết mạch phong ma cũng phải biến chất, nhưng không một quân cận vệ nào lùi bước. Ở chân vũ trụ, cứ nhắc đến quân cận vệ, phàm là thần linh thì đều có sự kính trọng trong lòng. Diệp Quân nhìn về phía Hạo Huyên với vẻ mặt bình tĩnh. Hắn biết cường giả thật sự đã đến. Hạo Huyên chậm rãi đi tới trước mặt cô gái váy đỏ, hắn ta nhìn Diệp Quân sau đó nhìn cô gái váy đỏ, mời. Dứt lời, hắn ta nắm chặt tay phải. Trong phút chốc, thời không nơi hắn ta và cô gái váy đỏ đứng vỡ tung, hai người cùng tiến vào không gian hư vô. Trong không gian hư vô, cô gái váy đỏ nhìn Hạo Huyên trước mặt với vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt không hề có một gợn sóng, đột nhiên cô ấy vung tay áo, tung ra một nét bút. Không một lời dư thừa. Nếu đã đến đây, không phải ngươi chết thì là ta chết. Sao phải nói lời dư thừa làm gì? Vụt. Nét bút này vừa xuất hiện, từng tầng hư không lập tức vỡ vụn. Thực thể vỡ nát có thể nhìn thấy là thời không, còn không thể nhìn thấy là sức mạnh vận mệnh, sức mạnh đại đạo, còn có sức mạnh chân duy độ. Một nét bút chém được cả thế giới. Nhìn thấy nét bút này, Hạo Huyên nhíu mày lại, trong mắt không hề có sự khinh thường, đối phương có thể tới đây, đương nhiên hắn ta sẽ không coi thường. Hơn nữa hai người này còn đến từ vũ trụ Quan Huyên. Hạo Huyên nắm tay phải, quyền ý đáng sợ thoáng chốc tràn ngập cả chiến trường hư không, quyền ý vừa xuất hiện cả hư không lập tức tan chảy. Chỉ một quyền ý đã có thể phá hủy một mảnh hư không. Hạo Huyên tiến lên một bước, tung ra một quyền. Bùm! Trong nháy mắt,
thời không trong phạm vi mấy vạn trượng đều vỡ vụn, hai người đi vào thời không âm giới. Nét bút của cô gái váy đỏ bị quyền này buộc phải dừng lại lập tức. Lúc này, cô gái váy đỏ đột nhiên biến mất tại chỗ. Phụt! Một luồng huyết mạch phụt qua, đánh thẳng vào Hạo Huyên. Dầm! Hạo Huyên liên tục lùi lại cả trăm trượng, thời không âm giới bị phá vỡ, cả hai tiến vào thời không vô giới. Liên tiếp phá hai loại thời không. Trong thời không vô giới, Hạo Huyên nhìn xuống vai phải, tay phải của hắn ta đã chém bị nứt. Nhưng Hạo Huyên lại cười. Kể từ khi trở thành người đứng đầu bảng chân võ, trong thế hệ trẻ không có ai là đối thủ của hắn ta nữa, bây giờ cuối cùng cũng xuất hiện một người lợi hại. Hạo Huyên cười lớn, tiếp đi. Nói xong hắn ta tiến lên một bước, bước đi này khiến cho thời không vô giới sục sôi ầm ầm. Quyền ý lan ra khắp thời không âm giới. Lúc này, trong mắt cô gái váy đỏ hiện lên sát ý lạnh lẽo, cô ấy đột nhiên biến mất tại chỗ. Bùm bùm. Huyết mang phóng qua, cả thời không âm giới bắt đầu bị xé toạc từng tấc. Đại chiến bắt đầu. Bên dưới, Diệp Quân rời mắt, im lặng hồi lâu rồi khẽ nói, hình như có ta là yếu nhất trong nhà thôi. Tiểu Tháp. Phải nói rằng lúc này Diệp Quân vẫn còn rất sốc. Bởi vì hắn phát hiện thực lực của tỷ tỷ không hề tầm thường, thần đế bình thường ở trước mặt tỷ ấy có lẽ đều chẳng là gì. Mà trông tỷ tỷ này cùng lắm cũng chỉ lớn hơn hắn chừng một tuổi. Quá yêu nghiệt. Diệp Quân thầm thở dài trong lòng, trước đây hắn cảm thấy có phải mình tiến bộ nhanh quá không, bây giờ xem ra vẫn còn chậm lắm. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Người cảm thấy mình đã yêu nghiệt, thực ra người khác còn yêu nghiệt hơn ngươi. Diệp Quân gạt mọi suy nghĩ, lúc này gần hai vạn thần linh phía sau hắn đã chuẩn bị ra tay, nhưng đúng lúc này... Người đàn ông thần linh dẫn đầu nhóm 12 thần linh ở nơi xa chợt lên tiếng, các ngươi lùi lại đi. Lùi lại. Nghe lời người đàn ông thần linh đó nói, hai vạn thần linh kia do dự một lúc, sau đó lùi sang một bên. Diệp Quân nhìn người đàn ông thần linh dẫn đầu đó, mà lúc này hắn ta cũng đang nhìn Diệp Quân. Diệp Quân đang định ra tay thì một thần linh nữ trong số 12 thần linh kia đã biến mất như hồn ma. Nháy mắt sau. Thời không trong nghìn trượng xung quanh bỗng nứt ra, gần trăm sợi xích sắt thần bí màu đỏ máu bay thẳng đến chỗ Diệp Quân, hòng khóa hắn lại. Diệp Quân không nói lời thừa thãi, cơ thể bật lên lao về phía trước, hắn chém ra một kiếm, sợi xích sắt bay tới đầu tiên vỡ tan, nhưng khoảnh khắc sợi xích sắt ấy vỡ, một luồng u quang cũng thuận thế quấn vào kiếm hành đạo trong tay hắn. Diệp Quân hơi cau mày. Vừa định vung kiếm nhưng giây tiếp theo hắn kinh hãi phát hiện kiếm hành đạo đã không còn ở thời không này nữa. Người và kiếm đã bị thời không ngăn cách. Lúc này, một tàn ảnh vọt tới trước mặt hắn. Cả hai cánh tay Diệp Quân đều vung lên. Hám thiên. Bùm. Trong giây lát, tàn ảnh đó bị hất văng, nhưng ngay sau đó, một quân cận vệ trẻ đã lao về phía hắn, quyền của gã nhắm thẳng vào đầu hắn. Mà lúc này Bát Huyền cũng đã bị năm quân cận vệ bao vây. Đối mặt với quyền này, Diệp Quân không lùi mà tiến, bước về phía trước đánh trả một quyền. Liệt thế thốn kình. Một quyền này vừa tung ra, quân cận vệ trẻ đó bị đánh bay, mà Diệp Quân cũng bị sức mạnh cường đại của đối phương chấn lui về sau liên tục. Khi lùi lại, thời không trước mặt Diệp Quân bỗng bị chia cắt, một thanh trường thương phá không bay tới, thương này không hề loè loẹt. Chỉ là một thương đơn thuần, nhưng có chứa thương thế và thế sát phạt cực mạnh. Thương này phóng tới, thời không trong bán kính 1.000 trượng của Diệp Quân lập tức bị chia đôi. Diệp Quân hơi híp mắt lại, tay phải xòe ra, sau đó đột nhiên nhấc lên. Trích tinh. Bùm. Một bàn tay khổng lồ 1.000 trượng vươn ra từ không trung, đè trường thương đó xuống, đồng thời sức mạnh cường đại cũng đánh bay quân cận vệ trẻ kia ra xa mấy trăm trượng. Mà lúc này, Diệp Quân đột nhiên tiến lên, tung ra một quyền. Liệt thế thốn kình. Dầm. Một quân cận vệ trẻ trong số đó lại bị đánh bay. Cùng lúc ấy, Diệp Quân kẹp hai ngón tay lại, một thanh phi kiếm bay ra, chém bay quân cận vệ trẻ đang lao về phía hắn kia. Sau khi chém bay quân cận vệ trẻ đó, Diệp Quân thầm nhẩm niệm muốn triệu hồi kiếm hành đạo, nhưng hắn phát hiện mình không cảm ứng được với kiếm hành đạo. Chuyện gì thế này? Diệp Quân nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn kiếm hành đạo, lúc này kiếm hành đạo đang ở thời không không biết nào đó,
hơn nữa quân cận vệ nữ kia cũng ở đó và đang liên tục thi pháp khống chế kiếm hành đạo. Cô ta đã cắt đứt quan hệ thần thức giữa kiếm hành đạo và Diệp Quân. Cảm nhận được điều này, Diệp Quân nhíu mày thật chặt. Đối phương đưa kiếm hành đạo tới một thế giới khác, còn cưỡng ép cắt đứt liên lạc với hắn. Sắp xảy ra chuyện rồi. Diệp Quân nhìn tên quân cận vệ thần linh cách đó không xa, ta nói thật một câu, tốt nhất các ngươi hãy đưa nó về cho ta, nếu không tự gánh chịu hậu quả. Người đàn ông thần linh đi đầu nhìn Diệp Quân chằm chằm, vậy sao? Diệp Quân nhìn người đàn ông thần linh đó rồi lại nhìn kiếm hành đạo, nó sắp tự chơi rồi đấy. Hắn vừa dứt lời. Đột nhiên, kiếm hành đạo rung chuyển dữ dội, một luồng kiếm mang phóng lên trời, nháy mắt quân cận vệ nữ kia đã bị tiêu diệt, thứ cùng bị tiêu diệt với cô ta còn có khu vực thời không chưa biết kia. Bị xóa sổ ngay lập tức. Nhóm quân cận vệ thần linh cứng người. Diệp Quân im lặng. Hắn không xứng dùng nó rồi. Chết tiệt. Nó chơi một mình còn ngầu hơn khi hắn điều khiển nhiều. Khi kiếm hành đạo phá hủy một khoảng thời không, 11 quân cận vệ trẻ đều ngây người tại chỗ, trong mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng và sợ hãi. Cái quái gì vậy? Lúc này họ hoàn toàn chết lặng. Không có chủ nhân mà thanh kiếm này lại còn trở nên mạnh hơn. Một mảnh thời không đã bị hủy diệt. 11 người đều kinh hãi, bỗng chốc không biết phải làm sao. Không chỉ có họ chết lặng mà Diệp Quân lúc này cũng đứng hình. Bởi vì kiếm hành đạo đã chạy mất. Nó bỏ chạy rồi. Sau khi phá hủy mảnh thời không đó xong nó đã hóa thành một luồng kiếm quang bay đi mất. Diệp Quân nuốt nước bọt, sau đó hắn run rẩy nói, tháp ra, nó đi đâu rồi? Tiểu tháp im lặng một lúc rồi đáp, không biết. Diệp Quân vội nói, người gọi nó về đi. Tiểu tháp bảo, không gọi được. Mặt Diệp Quân lập tức đen xì. Hắn muốn gọi nhưng từ khi kiếm hành đạo bị thần linh nữ kia đưa vào thời không đặc biệt, hắn đã không thể liên lạc được với nó nữa. Quá xa. Bây giờ Diệp Quân hơi lúng túng. Lúc này giọng nói bí ẩn bỗng vang lên, có thể không phải nó chạy, mà là đi lạc. Diệp Quân cau mày, đi lạc. Giọng nói bí ẩn nói, thời không vừa nãy là thời không vị diện đặc biệt, là kiểu thời không cực kỳ phức tạp. Bởi vậy có thể nó chưa biết phải về như thế nào. Mặt Diệp Quân tối sầm, nghi hoặc hỏi, tiền bối, vấn đề là nó mạnh như thế, tại sao lại bị đưa đi? Giọng nói bí ẩn đáp, vì linh của nó không phải lúc nào cũng tỉnh táo, phần lớn thời gian linh của nó đều lười, đều ở trong trạng thái ngủ say tu dưỡng nên mới bị người phụ nữ kia nhân cơ hội cưỡng chế đưa vào thời không vị diện đó. Bà ấy dừng lại một lát rồi lại nói, đương nhiên ta có thể phá vỡ thời không vị diện để tìm nó về, nhưng làm như vậy đồng nghĩa với việc phá vỡ quy tắc. Diệp Quân im lặng. Hắn cảm thấy trong chuyện này có âm mưu. Kiếm hành đạo bị lạc. Lừa ai chứ? Tiền bối này cùng tháp gia và kiếm hành đạo chắc là đang muốn cưỡng ép mài giũa thực lực cho hắn. Diệp Quân lắc đầu cười, không sao, không có kiếm hành đạo, hắn vẫn có thể đánh được. Diệp Quân xòe tay, trong tay xuất hiện một thanh ý kiếm. Ý kiếm. Diệp Quân cầm ý kiếm chậm rãi đi về phía quân cận vệ thần linh xa xa, một luồng kiếm thế quét ra từ cơ thể hắn, thời không xung quanh bỗng chốc sôi trào. Tiểu tháp lên tiếng, tên này tin chúng ta chứ? Giọng nói bí ẩn, ngươi nghĩ sao? Tiểu tháp trầm giọng đáp, tên này thông minh lắm, ta thấy hắn không tin đâu. Giọng nói bí ẩn, khẽ nói, tên này ngoài mặt thì dịu dàng nhưng thực chất cũng kiêu ngạo lắm, hầy. Trong giọng nói bà ấy có vẻ khá lo lắng. Lúc này Diệp Quân đã xông ra, không có kiếm hành đạo hắn vẫn không sợ hãi. Tâm cảnh của hắn trước giờ luôn ổn định, có thì đương nhiên tốt, không có cũng không sao cả. Không có kiếm hành đạo, kiếm thế của Diệp Quân còn trở nên mạnh hơn. Thấy Diệp Quân xông đến, 11 quân cận vệ trẻ cũng không hề phí lời. Một lần nữa xông lên. Năm người trong nhóm đó lao về phía Bát Huyền. Thực lực của Bát Huyền cũng cực kỳ nghịch thiên, vừa rồi bốn người cũng suýt nữa bị cô ấy đánh bay, vì thế phải thêm một người nữa. Một mình Diệp Quân chiến đấu với 6 người. 6 quân cận vệ trẻ cùng nhau xông lên, 6 luồng sức mạnh đáng sợ ập về phía Diệp Quân, trong chốc lát, thời không xung quanh bị phá vỡ từng tầng. Lần này không có kiếm hành đạo. Kiếm của Diệp Quân không còn sắc bén như trước nữa, nhưng thế của hắn lại mạnh hơn. Một người đấu với 6 người mà không hề thua kém chút nào.
Ầm. Diệp Quân bỗng bị đẩy lui cả nghìn trượng, hắn vừa dừng lại, thời không sau lưng đã nổ tung. Khóe miệng Diệp Quân cũng có một vệt máu chậm rãi chảy xuống. Diệp Quân liếm vết máu bên khóe miệng, nhìn ý kiếm trong tay, khi có kiếm hành đạo, một kiếm chém ra thần đế cũng phải quỳ, không có kiếm hành đạo, lưỡi kiếm của hắn không thể giết người trong tích tắc được nữa. Nhưng đây mới là thực lực chân chính của hắn. Diệp Quân cười khẽ, hiểu được bản thân cũng tốt. Không nói thêm gì nữa, Diệp Quân bỗng chốc biến mất tại chỗ. Vụt! Một luồng kiếm quang vụt qua nơi đây. Xa xa, sáu quân cận vệ trẻ cũng đồng loạt biến mất tại chỗ. Tuy chỉ có sáu người, nhưng lúc này cả sáu cùng xông ra, dường như có khí thế của thiên quân vạn mã, thời không lập tức sôi trào. Chiến tiếp! Ầm! Một luồng kiếm quang phóng ra, trong nháy mắt, Diệp Quân lại bị đẩy lùi hơn nghìn trượng, vừa dừng lại, một thanh trường thương đã phá không bay tới, đâm thẳng vào giữa trán hắn. Thương thế kinh người khiến thời không nơi hắn đứng nứt thành hình mạng nhện chằng chịt. Diệp Quân cũng phóng kiếm ra. 50 kiếm. Lần đầu tiên sử dụng lâm giới. Trong nháy mắt khi Diệp Quân rút kiếm, quân cận vệ nam trước mặt hắn biến sắc, muốn thu thương về nhưng đã muộn. Ầm. Trường thương vỡ tung, người đàn ông cầm thương lui ra ngoài cả nghìn trượng, vừa mới dừng lại cơ thể hắn ta đã nổ tung, chỉ còn linh hồn. Mà linh hồn cũng đang từ từ hóa thành đốm sáng nhỏ tiêu tán tứ phía. 50 kiếm lâm giới. Một kiếm tiêu diệt một tuế nguyệt tiên. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt năm quân cận vệ trẻ còn lại đều trở nên vặn vẹo, thiếu niên đi đầu giống to trả thù cho lão thất. Dứt lời, hắn ta xoay người rồi nhảy vọt lên, đâm thương về Diệp Quân cách đó không xa. Huynh có từng thích ta không? Thương mang vạn trượng, phá hủy đất trời. Diệp Quân nhìn cây thương lao tới, khóe miệng chậm chậm chảy máu xuống, trong tay phải của hắn, thanh ý kiếm vừa nãy đã bị phá vỡ. Sức mạnh của kiếm đó quá mạnh, không chỉ quân cận vệ trẻ kia không chịu được mà ngay cả ý kiếm của hắn cũng không chịu nổi. Nếu không nhờ nhục thân của Ngao Thiên Thiên củng cố thì thân thể của hắn cũng không chịu nổi. Diệp Quân lại ngưng tụ một thanh ý kiếm khác trong tay, hắn tiến lên trước một bước, chém ra một kiếm, kiếm quang xuất hiện. Bùm! Kiếm chém ra, cả hai đồng thời lùi lại, mà khi người đàn ông cầm thương lùi lại, cơ thể hắn ta cũng nứt toác, máu bắn tung tóe, trông vô cùng hãi hùng. Mà khi Diệp Quân lùi lại, khóe miệng không ngừng chảy máu tươi, toàn thân hắn đang được bao phủ bởi một tầng kiếm quang mỏng. Thần Long bảo vệ! Ngao Thiên Thiên đang bảo vệ cơ thể hắn, không đúng, nên nói là Ngao Thiên Thiên đang thay hắn chịu những đòn chí mạng. Lúc này, lại một thanh trường thương khác phóng tới trước mặt Diệp Quân. Trong mắt Diệp Quân hiện lên vẻ hung ác, hắn khẽ dậm chân trái, cưỡng ép bản thân dừng lại, sau đó đâm ra một kiếm. 50 kiếm. Ầm. Thời không nghìn trượng vỡ tan. Diệp Quân và thiếu niên kia cùng lúc lùi về phía sau, nhưng lúc này lại có ba tàn ảnh khác đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ba cường giả Tuế Nguyệt Tiên cùng dốc toàn lực đánh tới. Diệp Quân nở nụ cười gằn. Hắn không lùi mà tiến, lao về phía trước, chém ra một kiếm. Cứng đối cứng. Ba thiếu niên Tuế Nguyệt Tiên đến từ quân đội có cách đánh rất đơn giản, đó là cứ đâm thẳng, nhưng mỗi thương đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Mà cách đánh của Diệp Quân lúc này cũng vô cùng giản đơn, cứ thế đâm kiếm ra. Tốc độ kiếm của hắn rất nhanh, sức mạnh cũng vô cùng lớn. Lúc này đây, cho dù kiếm kỹ có mạnh hơn nữa cũng chẳng có thời gian để thi triển. Một chiêu 51 kiếm. Đây đã là cực hạn hiện tại hắn có thể chịu đựng. Cũng là kiếm mạnh nhất kể từ sau khi hắn nhập phàm. Có kiếm ý vô địch, cũng có kiếm hồn vô địch. Ba sức mạnh hội tụ, một kiếm dốc hết toàn lực. Bùm! Một luồng kiếm quang vỡ ra, Diệp Quân và ba thiếu niên Tuế Nguyệt Tiên kia đều bị chấn lùi liên tục, không đúng, phải nói là cả hai bên đều bị hất bay ngược ra ngoài. Khi ba thiếu niên Tuế Nguyệt Tiên dừng lại, cơ thể họ đã nứt toác, máu tươi chảy ròng ròng, tuy chưa hoàn toàn bị phá hủy nhưng cũng chẳng thể sử dụng được nữa. Mà lúc này, Diệp Quân phía xa đã lùi ra nghìn trượng cuối cùng cũng dừng lại, vừa tiếp đất, mặt đất dưới chân hắn đã sụp đổ, không chỉ thế, thời không phía sau hắn cũng nổ tung. Sức mạnh của cường giả Tuế Nguyệt Tiên có thể hủy diệt cả thiên địa. Hơn nữa mấy người trước mắt còn không phải cường giả Tuế Nguyệt Tiên bình thường.
những cường giả tuế nguyệt tiên này đều không hề làm màu, dù là tâm cảnh, chiến lực hay ý chí lực đều là thuộc hàng đầu, bình thường chắc chắn họ đều là người bất bại trong cùng cấp. Là cường giả chân chính. Xa xa, Diệp Quân cầm kiếm trong tay trống trên mặt đất, khóe miệng không ngừng có máu tươi tuôn ra, mặt đất trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Tình trạng cơ thể của hắn cũng không tốt lắm, toàn thân đâu đầu cũng có vết nứt. Hơn nữa đây còn là đã có Ngao Thiên Thiên gánh hộ, nếu không có Ngao Thiên Thiên giúp đỡ, cơ thể hắn đã chẳng thể chịu nổi sức mạnh khủng bố này. Diệp Quân lau vết máu bên khóe miệng, khẽ nói Thiên Thiên. Một lúc sau Ngao Thiên Thiên lên tiếng, ta đây. Diệp Quân nhếch môi cười, có thể lần này chúng ta thật sự phải chết ở đây rồi. Ngao Thiên Thiên nói, đừng sợ. Đừng sợ. Ha ha. Diệp Quân cười lớn rồi đứng thẳng người, tay phải cầm ý kiếm chậm rãi đi về phía năm thần linh trẻ nơi xa kia. Nhìn thấy Diệp Quân đi tới, năm quân cận vệ trẻ đưa mắt nhìn nhau, lúc này thiếu niên dẫn đầu bỗng bật cười, thân là quân nhân, việc gì phải bận tâm tới thân xác này. Các huynh đệ, nếu có kiếp sau hy vọng chúng ta lại làm huynh đệ. Trong nháy mắt, cơ thể và linh hồn của hắn ta bùng cháy. Mà gần như cùng lúc đó, bốn người còn lại cũng thiêu đốt cơ thể và linh hồn. Bọn họ biết kiếm tu trước mặt vẫn còn khả năng chiến đấu, nếu không dốc hết sức thì bọn họ chẳng thể ngăn cản được hắn. Phía sau là chân vũ trụ. Bọn họ không còn đường lui nữa. Đúng sai. Ở vũ trụ này làm gì có nhiều đúng sai như thế. Có thì chỉ có kẻ mạnh làm vua, kẻ nào thích nghi được thì tồn tại thôi. Thân là quân cận vệ của chân vũ trụ, bọn họ chỉ biết một chuyện, đó là trung thành với chân thần, bảo vệ chân vũ trụ đến chết. Năm người đồng thời thiêu đốt cơ thể và linh hồn, lúc này khí thế của năm người đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Mà lúc này, cơ thể Diệp Quân ở phía xa cũng bốc cháy, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc một luồng kiếm quang cháy hừng hực đã xuất hiện. Một kiếm này coi cái chết như trốn trở về. Năm quân cận vệ trẻ kia cũng đồng loạt xông lên. Năm ngọn lửa quét qua nơi đây. Bùm! Thời không trong phạm vi mấy nghìn trượng xung quanh vỡ vụn, sáu ngọn lửa bùng nổ, một bóng người bay ra ngoài. Người bay ra là Diệp Quân, hắn bay ra hơn 1.000 trượng mới dừng lại, mà vừa dừng lại, Ngao Thiên Thiên đã từ từ lăn ra khỏi cơ thể hắn. Diệp Quân đã ở trạng thái thể linh hồn kéo tay Ngao Thiên Thiên lại, hắn nhìn cô gái cạnh bên, lúc này cơ thể Ngao Thiên Thiên cũng đã không còn, chỉ dư lại linh hồn đang biến mất với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Tay trái của Ngao Thiên Thiên nắm lấy tay phải của Diệp Quân. Cô ta quay đầu lại nhìn Diệp Quân gần trong gang tấc, miệng nở nụ cười, giọng nhỏ như mũi kêu, xin lỗi, không thể tiếp tục đi cùng ngươi được nữa rồi. Diệp Quân nắm chặt tay Ngao Thiên Thiên, cô ta nhìn hắn, ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi có từng thích ta không? Nói rồi cô ta dừng lại, cười nhẹ, không trả lời cũng được. Linh hồn của cô ta càng lúc càng mờ rồi chỉ còn là một làn khói mỏng, tựa như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Cô ta đang kiên trì đợi lấy câu trả lời cuối cùng. Thích không? Ngao Thiên Thiên không phải là một cô gái rụt rè, dường như tất cả mọi người đều biết cô ấy thích Diệp Quân, vì cô ấy chưa từng che giấu điều này. Cô ấy cũng cảm thấy không cần thiết phải giấu. Ta thích huynh thế nên ta có thể vì huynh làm bất cứ chuyện gì. Kể cả chết. Nhìn Ngao Thiên Thiên sắp ngọc nát hương tan, Diệp Quân bỗng nhếch miệng cười, hắn không trả lời câu hỏi của Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên cũng cười. Nụ cười rất rạng rỡ. Vì cô ấy đã biết được đáp án rồi. Ngay lúc này, Diệp Quân bỗng chờ người nhảy lên, hắn ôm linh hồn của Ngao Thiên Thiên, muội sẽ không chết đâu, dù có chết thì cũng là ta chết trước. Dứt lời, hắn xòe tay ra, một khúc hồn mộc xuất hiện trong tay hắn. Chính là khúc hồn mộc được đế tộc bất tử tặng lúc trước. Diệp Quân kích hoạt hồn mộc, nó phát ra một đạo hồn quang. Hút Ngao Thiên Thiên vào trong. Diệp Quân nhìn chằm chằm khúc hồn mộc nọ, khi cảm nhận được khí tức của Ngao Thiên Thiên không bị tan biến hết, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Khúc hồn mộc này đã giữ được linh hồn của Ngao Thiên Thiên. Diệp Quân đặt khúc hồn mộc vào trong thế giới của tháp gia, sau đó gắng gượng đứng dậy. Lúc này, thân xác của hắn đã không còn, chỉ còn lại linh hồn. Vừa nãy Ngao Thiên Thiên đã chịu phần lớn lực sát thương thay hắn. Nếu không linh hồn của hắn hoàn toàn không trụ nổi.
Tiếng đánh đấm bên cạnh đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Quân. Hắn quay đầu nhìn thấy gần đó Bát Huyền còn đang chiến đấu, nhưng lúc này, cô ấy đã giết chết đến 3 tên quân cận vệ. Diệp Quân cũng khá bất ngờ, năng lực chiến đấu của Bát Huyền quá mạnh mẽ. Đúng lúc này, một thiếu niên quân cận vệ bỗng bỏ qua Bát Huyền, quay người đánh về phía Diệp Quân. Rõ ràng, gã muốn giết Diệp Quân trước. Vì bây giờ là lúc Diệp Quân yếu nhất. Thấy thiếu niên quân cận vệ kia xông tới, Diệp Quân nheo mắt lại, trong mắt toàn là sát khí. Khi thiếu niên kia tới cách Diệp Quân 10 trượng thì Diệp Quân bỗng biến mất tại chỗ. Bù! Một tia kiếm quang lướt qua. Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Quân đẩy tốc độ nhát kiếm này lên đến cực độ. Vút! Tiếng kiếm sắc bén vang lên. Diệp Quân và thiếu niên quân cận vệ kia thay đổi vị trí cho nhau. Nháy mắt sau, cổ họng của thiếu niên cận vệ nứt toác, máu tươi văng tung tóe, sau đó gã từ từ ngã xuống. Ngay lúc này, linh hồn của Diệp Quân chợt trở nên mờ ảo hẳn đi. Bấy giờ, bên cạnh vang lên tiếng nổ, Diệp Quân nhìn về phía tiếng nổ, cách đó không xa, tên quân cận vệ thần linh cuối cùng đã bị Bát Huyền giết chết. Chết không nhắm mắt. Diệp Quân nhìn Bát Huyền với vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp thực lực của Bát Huyền rồi. Vừa nãy hắn một đánh 6, Bát Huyền một đánh 5, hắn thì suýt bị thần linh đánh cho thần hồn cùng bị diệt, quan trọng nhất là hắn còn được Ngao Thiên Thiên hỗ trợ. Còn Bát Huyền thì chỉ đánh một mình. Cô ấy một mình với 5 quân cận vệ. Còn đánh thắng nữa. Diệp Quân vô cùng chấn động. Dù gã cận vệ thần linh lúc nãy không bị hắn giết chết thì cuối cùng cũng sẽ bị Bát Huyền giết thôi, vì đánh đến bây giờ, hắn thấy Bát Huyền vẫn không bị thương gì cả. Quá lợi hại! Bát Huyền bỗng bước tới trước mặt Diệp Quân, cô ấy nhìn hắn rồi thật thà nói, nếu ta ăn no, 10 tên ta cũng đánh cho chúng tơi bời. Ăn no! Diệp Quân trầm mặc, hắn nghĩ cũng dám lắm chứ. Để cho nha đầu này ăn no thì thật sự cô ấy có thể đánh với 10 tên đó. Đương nhiên bây giờ Diệp Quân không có thời gian để nấu ăn cho Bát Huyền, hắn lấy ra miếng thịt rồng đã nướng chín từ trước đưa cho Bát Huyền. Không gian trong nhẫn là không gian tĩnh nên đồ ăn nấu xong để trong đó bao lâu cũng sẽ không bị hư. Thấy thịt rồng, mắt Bát Huyền sáng rỡ lên, cô ấy lập tức cầm lấy gặm ngon lành. Trông có vẻ thật sự rất đói rồi. Diệp Quân nhìn Bát Huyền, hắn rất tò mò về thể chất của Bát Huyền, rốt cuộc thể chất gì mà kỳ lạ đến vậy. Diệp Quân thầm hỏi, tiền bối, có thể tiết lộ một chút về thể chất của cô ấy không? Giọng nói bí ẩn, tóm lại là càng ăn nhiều, thực lực sẽ càng mạnh. Diệp Quân kinh ngạc, chỉ ăn là đã có thể nâng cao thực lực sao? Giọng nói bí ẩn, ừ. Diệp Quân im lặng, chẳng trách thực lực của nha đầu này lại nghịch thiên tới vậy. Chỉ cần ăn thôi là xong. Giọng nói bí ẩn lại nói, sau khi cô ấy đi theo ngươi. Thực lực đã được nâng cao rất nhiều, vì đồ ăn chất lượng hơn trước nhiều. Diệp Quân sững người. Như nghĩ ra điều gì, Diệp Quân bỗng ngẩng đầu nhìn mảng hư không trên trời, ở một mảng thời không vô giới nào đó, tỷ tỷ còn đang đại chiến với Hạo Huyên kia. Tuy rằng cách nhau vô số thời không nhưng Diệp Quân vẫn cảm nhận được trận chiến đang cực kỳ nảy lửa. Vẻ mặt Diệp Quân nặng nề. Thực lực người đứng đầu bảng của chân vũ trụ quả thật nghịch thiên. Đương nhiên, thực lực của tỷ tỷ cũng không kém. Đúng lúc này, giọng nói bí ẩn nhắc nhở chị Thương. Chị Thương. Nghe thế, Diệp Quân sực tỉnh, hắn vội ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chị Thương. Như nghĩ tới điều gì, hắn nhìn đám thần linh trên tầng mây, bọn họ thấy hắn đang chị Thương thì dục dịch muốn ra tay. Trước đó, đương nhiên bọn họ không dám manh động, vì thực lực của họ yếu, còn không có tư cách làm còn tốt thì nữa. Nhưng lúc này, Diệp Quân đang ở trạng thái linh hồn, lại còn cực kỳ yếu ớt. Lúc này ra tay sẽ có phần thắng rất lớn. Bấy giờ, Diệp Quân bỗng nói, Bát Huyền, biểu diễn hám thiên cho chúng xem đi nào. Nghe Diệp Quân nói vậy, Bát Huyền ngoặm một miếng thịt rồi xông tới trước, hai tay rung lên. Chớp mắt, thời không nghìn trượng vỡ nát, hóa thành một mảng đen kìn kịt. Thấy cảnh này, sắc mặt đám thần linh tái mét. Bọn chúng nhìn Bát Huyền với ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Diệp Quân rất đáng sợ, cô gái này cũng rất đáng sợ. Vừa nãy cô gái này đã một mình đánh với 5 vị cường giả tuế nguyệt tiên đỉnh cấp, quá mạnh. Bát Huyền nhìn đám cường giả thần linh kia,
ăn vội ăn vàng như sợ người ta cướp mất đồ ăn của mình vậy. Diệp Quân thì nhanh chóng khôi phục thân xác của mình. Lúc này, trên tầng mây, một chàng trai thần linh bỗng nói, các vị, kiếm tu này đang trị thương, đây là thời cơ tốt nhất để giết hắn, nếu chúng ta bắt tay nhau chắc chắn có thể giết chết hắn. Nếu hôm nay chúng ta bị hai người họ đàn áp thì nhất định sẽ bị chư thiên vạn giới cười thối mũi, cũng sẽ bị bạn bè thân thích xem thường. Chúng thần linh im lặng, đúng là vậy thật. Lúc này, một cô gái thần linh do dự rồi nói, ta vừa nhận được tin, thế hệ trẻ của quân cận vệ và chư thần hoàng hôn vệ đang trên đường tới rồi, hay là... chúng ta đợi thêm chút nữa. Chàng trai thần linh dẫn đầu lại lắc đầu, gã nhìn Diệp Quân đang ngồi xếp bằng rồi khẽ nói, thực lực của kiếm tu kia cực mạnh, nếu đợi hắn khôi phục lại thân xác và thương tích, đến lúc đó càng khó ra tay. Thế nên, chúng ta buộc phải cầm chân được hắn chờ viện quân tới. Nói xong, vẻ mặt gã trở nên dữ dằn, phàm những người trên cảnh giới nhân tiên, bằng lòng thì theo ta giết. Đoạn, gã tiên phong dẫn đầu. Cầm chân Diệp Quân, không để hắn khôi phục thân xác. Chàng trai thần linh này xông ra, hàng vạn cường giả sau lưng gã cũng đồng loạt xông lên, khí thế cuồn cuộn khiến trời đất chấn động kịch liệt, đáng sợ vô cùng. Những cường giả dưới cảnh giới nhân tiên đều không động đậy, không phải sợ chết mà là vì bọn họ xuống cũng không giúp được gì. Cường giả dưới cảnh giới nhân tiên, đến cái bóng của Diệp Quân bọn họ còn không nhìn thấy, xuống đó chỉ càng thêm loạn. Còn cường giả trên cảnh giới nhân tiên ít nhiều gì cũng có chút sức chiến đấu. Thấy đám thần linh xông xuống, sắc mặt Diệp Quân trở nên nặng nề, hắn vừa định đứng dậy thì Bát Huyền nói, người trị thương đi, để ta. Dứt lời, cô ấy ngoặm một miếng thịt rồng rồi xông lên trước hệt như một luồng sấm chớp, khiến trời đất nổ ra, chớp mắt, cô ấy đã nhún người bay lên, tay phải vồ tới rồi đột ngột quắp xuống dưới, cầm nguyệt. Trên trời. Thời không bỗng nứt vỡ, một ảo ảnh bàn tay khổng lồ nghìn trượng xuất hiện rồi chộp xuống bên dưới, luồng năng lượng khủng bố khiến trời đất rung lên, thật sự có khí thế kinh người. Rầm, bàn tay khổng lồ này chộp xuống, mấy trăm thần linh đã bị đánh bay, những kẻ dẫn dầu thì bị nghiền thành cát bụi, thần hồn tan nát. Mà lúc này, Bát Huyền lại tiếp tục xông lên, hai cánh tay trưởng về phía xa, hám thiên. Một luồng năng lượng khiếp người phóng ra. Thời không nghìn trượng trước mặt cô ấy vỡ vụn, đòn đánh này lại nghiền nát mấy trăm thần linh nữa, linh hồn tán vụn. Bấy giờ, đám thần linh đã xông tới trước mặt Bát Huyền, cô ấy nhìn đám thần linh đang xông tới với ánh mắt lạnh như băng. Hai tay cô ấy bỗng giang ra, một luồng khí thế đáng sợ phun trào ra từ trong cơ thể cô ấy. Luồng khí thế này vừa tràn ra, không gian xung quanh cô ấy đã trở nên mờ ảo. Thấy vậy, sắc mặt của tốp thần linh phía trước đều tái đi, ánh mắt khiếp đảm. Nhưng bọn họ không dừng lại. Bát Huyền bỗng xông lên trước, hai tay đập mạnh xuống đất táng thần. Rầm rầm. Thời không trên đầu cô ấy nứt ra, một bàn tay nghìn trượng xuất hiện rồi đấm mạnh xuống đất. Cả đám thần linh đều hoảng hốt. Lúc này, chàng trai thần linh dẫn đầu chợt tức giận quát lên, sau đó hóa thành một dải cầu vồng bay lên trời, đâm thẳng vào nắm đấm khổng lồ kia. Sau lưng gã còn có hàng trăm thần linh đồng loạt bay lên, cùng chống lại nắm đấm kia. Rầm, nháy mắt, nắm đấm kia rung lên kịch liệt rồi bắt đầu mở dần đi, nhưng thân xác của vô số thiếu niên thần linh cũng bắt đầu vỡ vụn từng chút một, máu thịt văng tứ tung, đẫm máu. Cuối cùng, nắm đấm kia vẫn đánh xuống. Nhưng lúc này đã có rất nhiều thần linh thoát được thời không chỗ đó. Thời không mấy nghìn trượng sụp đổ. Hàng nghìn thần linh cùng bị chôn vùi với mảng thời không đó, những thần linh còn lại cũng bị chấn động liên tiếp lùi sau, không dám tới gần khu vực của Bát Huyền. Sắc mặt của Bát Huyền cũng trở nên nhợt nhạt, cảm giác cả người yếu đi rất nhiều. Liên tiếp xuất ra sát chiêu, cô ấy cũng thấy khó mà chịu nổi. Mà phía xa vẫn còn gần 8.000 cường giả thần linh. Lúc này, 8.000 cường giả thần linh kia nhìn chằm chằm Bát Huyền với ánh mắt ngập tràn kinh hãi. Thực lực của cô gái này quá khủng bố, e là thần đế cũng không bằng. Trong lòng đám thần linh kiêng dè, không dám lên nữa. Mà lúc này, một thiếu niên thần linh bước ra, hắn ta nhìn Bát Huyền chòng chọc, chúng ta chia ra một nhóm cầm chân cô ta, những người khác tới giết Diệp Quân, tuyệt đối không để hắn khôi phục lại thân xác và thực lực. Nói xong, hắn ta dẫn đầu xông về phía Bát Huyền.
Sau lưng hắn ta cũng có hơn 200 thần linh cùng xông lên. Bọn họ cũng sợ chết. Nhưng đến lúc này rồi, bọn họ chỉ có thể chọn cái chết. Vì sau lưng bọn họ là chân vũ trụ. Nhìn thấy vô số thần linh xông tới, hai tay Bát Huyền siết chặt lại, sắc mặt càng tái hơn. Cô ấy bỗng xông tới trước khiến thời không nổ đùng đoàng. Đối đầu trực diện. Vù. Từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mỗi một lần Bát Huyền hạ nắm đấm đều sẽ có một thần linh nổ tung xác. Những thần linh còn lại thì xông tới chỗ Diệp Quân ở đằng xa, nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức đáng sợ lan tràn trong không khí, ngay sau đó, một cô gái đã xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Chính là Bát Huyền. Hai tay cô ấy siết chặt, luồng khí thế đáng sợ trào từ trong người cô ấy ra trấn áp tất cả thần linh trước mặt cô ấy. Sắc mặt của tất cả thần linh đều thay đổi, nhất thời không dám xông lên. Một thần linh dữ dằn nói, các vị, hôm nay không còn đường sống nữa rồi. Nếu đã thế thì phải chết cho oanh liệt một chút, chân vũ trụ của chúng ta không có kẻ hèn nhát, không có. Ta chết trước. Nói đoạn, gã trực tiếp thiêu hồn. Mấy chục thần linh bên cạnh gã cũng tự thiêu hồn. Đánh đến bây giờ, bọn họ biết được rằng, muốn ngăn cản được bước chân của hai người này thì bọn họ phải liều mạng. Nếu đã thế thì liều một phen. Mấy trăm thần linh đều đồng loạt thiêu hồn, mấy trăm luồng khí tức đáng sợ xộc thẳng lên trời, chấn động trời đất. Giết! Gã thiếu niên thần linh cầm đầu vừa dứt lời đã hóa thành một tia lửa phóng tới chỗ Bát Huyền. Sau lưng gã, mấy trăm thần linh cũng cười như điên rồi cùng xông tới. Chiến đấu đến chết! Nhìn mấy trăm ngọn lửa bay tới này, Bát Huyền không chùn chân, cô ấy lau vết máu trên khóe miệng, khẽ nói, nếu trước khi chết mà được ăn no một bữa thì tốt quá. Ăn no! Cô ấy thật sự muốn ăn một bữa thật no. Tiếc là đám thần linh kia không cho cô ấy cơ hội. Thấy vô số thần linh xông về phía mình, Bát Huyền thản nhiên bước tới một bước, không phí bất kỳ lời nào, hai nắm đấm đánh mạnh xuống đất. Dầm! Cú đấm này khiến mảng thời không trước mặt cô ấy nổ tung, một làn sóng xung kích đáng sợ lan ra, sức mạnh ghê gớm khiến Bát Huyền liên tiếp lùi sau đến mấy trăm trượng. Một lát sau, Bát Huyền đứng lại, lau vết máu ứa ra trên khóe miệng rồi nhìn hai cánh tay của mình. Hai cánh tay của cô ấy đã nứt toác, máu tươi không ngừng phun ra, còn máu trên khóe miệng thì có lau thế nào cũng không sạch. Phía trước cô ấy không xa, đã không còn thấy mấy trăm thần linh kia nữa. Thay vào đó là mấy đốm lửa lè tè. Tất cả chết. Đám thần linh còn lại thấy thế thì tỏ vẻ đau thương, mắt rưng rưng. Cứ vậy mà chết mất rồi. Chết ở nơi này là chết hẳn. Nhưng bọn họ vẫn chọn lấy cái chết. Tất cả thần linh đều nhìn Bát Huyền, cô ấy đứng đó, máu trong miệng chảy ra không ngớt. Liên tục chiến đấu, tình hình của cô ấy bây giờ không ổn lắm. Đặc biệt là lần chiến đấu sau cùng. Mấy trăm thần linh thiêu hồn khiến cô ấy bị nội thương nặng, lục phủ ngũ tạng đều đã nát tương. Đúng lúc này, phía chân trời xa xôi bỗng xuất hiện mấy chục luồng khí tức mạnh mẽ khiến bầu trời như cuộn trào. Bát Huyền ngẩng đầu nhìn, thời không ở chân trời nứt ra, mấy mươi cường giả đồng loạt xuất hiện. Tất cả đều còn trẻ, tất cả đều là cường giả cảnh giới tuế nguyệt tiên. Đám thần linh ở đây thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thiên tài quân cận vệ và chư thần hoàng hôn vệ đã tới chi viện rồi. Dẫn đầu là một thiếu niên áo trắng, khí tức vô cùng mạnh mẽ, đã đạt đến bán bộ thần đế, hơn nữa quanh người còn tỏa ra ý chí sát phạt ác liệt hết sức đáng sợ, chỉ khí tức tỏa ra đã khiến thời không xung quanh rung lên. Trần Qua, phó thống lĩnh quân cận vệ. Ngoài đại thống lĩnh, quân cận vệ còn có 3 vị phó thống lĩnh, Trần Qua này là vị phó thống lĩnh trẻ tuổi nhất. Bán bộ thần đế, mà gã chỉ mới 18 tuổi. Sau lưng gã là 10 vị chư thần hoàng hôn vệ và 20 thiếu niên quân cận vệ. Có thể nói, những người giỏi đánh đấm nhất trong thế hệ trẻ của quân cận vệ đều có mặt ở đây. Trần Qua nhìn Bát Huyền ở phía xa rồi ra lệnh, các ngươi lui hết xuống. Nghe mệnh lệnh của Trần Qua, những thần linh của chân vũ trụ đứng xung quanh đều đồng loạt lui xuống. Bọn họ biết mình không thể tham gia trận đấu ở cấp độ này. Trần Qua nhìn chằm chằm Bát Huyền, giết. Dứt lời, gã đã dẫn đầu xông lên. Không phí bất cứ lời nào. Trong tình hình này, nói gì cũng là vô ích. Ngươi không chết thì ta chết. Trần Qua cầm trường thương lao tới hệt như một con rồng đang giận dữ lao ra khỏi biển,
khí thế ngút ngàn. Bát Huyền lau máu tươi trên khóe miệng rồi lại xông tới, đấm một quyền ra. Ầm. Thời không nổ tung, Bát Huyền và Trần Qua liên tục lùi sau, nhưng lúc này bỗng có mấy chục luồng khí tức mạnh mẽ ập tới trước mặt Bát Huyền, 32 người đồng loạt ra tay, luồng sức mạnh đáng sợ đánh Bát Huyền ba ra đến nghìn trượng. Bát Huyền vừa dừng lại đã có một đạo khí tức mạnh mẽ nữa đánh tới. Thịch. Bát Huyền lại tiếp tục lùi sau, máu tươi văng tung tóe. Lúc Trần Qua kia đang định thừa thắng xông lên thì bỗng ngoảnh đầu nhìn Diệp Quân ở gần đó, bấy giờ Diệp Quân đã khôi phục thân xác. Trần Qua lập tức ra lệnh, giết kiếm tu kia trước. Dứt lời, gã biến mất tại chỗ. Vù. Một thanh trường thương đâm về phía Diệp Quân ở gần đó. Mà lúc này, một tàn ảnh lướt nhanh qua, Bát Huyền lại lần nữa đứng chắn trước mặt Diệp Quân, cô ấy gào lên, không ai được động tới hắn. Cô ấy nhìn Trần Qua đang xông tới kia bằng ánh mắt đầy sát khí. Cô ấy chợt xông tới trước rồi đập mạnh hai nắm đấm xuống. Táng thần. Thời không nứt vỡ, một nắm đấm nghìn trượng đánh xuống. Dầm. Mảng thời không trước mặt Bát Huyền tan tành, luồng sức mạnh khủng bố ép đám Trần Qua phải liên tục lùi sau. Nhưng lúc này, Bát Huyền cũng đã phun ra mấy ngụm tinh huyết, bây giờ mặt cô ấy trắng như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, y phục cả người cũng đã bị nhuộm đỏ. Gần đó, sau khi đám Trần Qua dừng lại thì sắc mặt trở nên cực kỳ nặng nề, sức mạnh của cô gái này đáng sợ quá. Trần Qua nhìn Bát Huyền, ánh mắt ngập tràn sát ý, cô ta đã như đèn cạn dầu rồi. Giết! Nói đoạn, gã lại xông tới. Bên kia... Bát Huyền quệt vết máu nơi khóe môi, ánh mắt kiên định, xông lên đấm một quyền ra. Ầm, quyền mang lóe sáng, Bát Huyền bị đánh bay, cuối cùng bị đập xuống đất khiến mặt đất nứt toạc. Trần Qua không tiếp tục truy sát Bát Huyền mà chuyển đầu thương, đâm về phía Diệp Quân. Thế mà ngay lúc đó, Bát Huyền lại xuất hiện trước mặt Diệp Quân, cô ấy siết chặt hai tay rồi lại đập tới trước. Rắc, sau cú đập này, hai tay Bát Huyền nứt toạc. Máu tươi bắn ra, xương bên trong lớp thịt cũng dần dần vỡ vụn. Ầm, một quyền đấm xuống, thời không mấy nghìn trượng trước mặt Bát Huyền vụn vỡ, sức mạnh ghê gớm đánh lui đám Trần Qua. Nhưng Bát Huyền cũng bị đánh bật ra xa, sau đó đập mạnh xuống mặt đất cách Diệp Quân không xa. Bát Huyền quay người nhìn Diệp Quân, máu tươi không ngừng trào ra từ trong miệng, khẽ nói, đau. Song lúc này, đám người Trần Qua lại tấn công tới. Bát Huyền quay phát người, vừa định tiếp tục ra tay thì lại nghe tiếng kiếm kêu vang trời. Một tia kiếm quang chém về phía Trần Qua kia. Bù! Trần Qua dẫn đầu bỗng bị chém lui, Diệp Quân nhoáng người kéo Bát Huyền lùi lại nghìn trượng. Dầm! Hắn và Bát Huyền vừa lùi lại thì chỗ họ vừa đứng đã nổ tung. Diệp Quân nhìn Trần Qua, hắn xòe tay trái ra, một luồng khí tức mạnh mẽ trào từ trong cơ thể hắn ra. Cảnh giới đăng phong! Thấy Diệp Quân tăng cảnh giới, Trần Qua nhíu mày. Sao cảnh giới của kiếm tu này lại thấp đến vậy? Sau khi cảnh giới tăng lên, khí tức của Diệp Quân có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hắn vẫn luôn áp chế cảnh giới, thế nên mỗi lần tăng cảnh giới thì cảnh giới đó đều cực kỳ vững vàng, mà thứ hắn cần cũng là sự vững vàng. Diệp Quân không quan tâm tới Trần Qua kia mà quay đầu nhìn Bát Huyền. Lúc này mặt cô ấy trắng như tờ giấy. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ khóe miệng, hai cánh tay đã nát tươm, hết sức thê thảm. Diệp Quân vội lấy một viên đan dược cho Bát Huyền uống, nhưng cô ấy lại oán trách cái này ăn không no. Ăn không no. Nghe Bát Huyền nói vậy, Diệp Quân vừa thấy buồn cười vừa thấy xót xa. Đến lúc này rồi mà nha đầu này còn nghĩ tới chuyện no hay không no, hắn vội lấy ra một miếng thịt rồng cho Bát Huyền. Bát Huyền thấy thịt rồng thì sáng cả hai mắt, chỉ lo ăn thịt. Chẳng màng đau đớn. Nhìn Bát Huyền ăn ngấu nghiến, Diệp Quân hơi đau lòng, hắn khẽ lau máu trên khóe miệng cho Bát Huyền rồi nhẹ nhàng nói, sao lại giúp ta nhiều như vậy? Bát Huyền chớp mắt, vì ngươi đối tốt với ta. Diệp Quân nhìn Bát Huyền, chỉ vì ta nấu đồ ăn cho cô à? Bát Huyền nhoẻn miệng cười, ừ, trước giờ ngươi chưa từng chê ta ăn nhiều. Diệp Quân lắc đầu cười, nha đầu ngốc. Bát Huyền liếc Diệp Quân một cái. Ánh mắt hơi hậm hực, khẽ nói, ngươi mới ngốc, đồ ngốc, đồ đại ngốc. Diệp Quân cười ha hả, Bát Huyền, vào thế giới trong tháp ăn, được không? Bát Huyền nhíu mày, trong tháp.
Diệp Quân gật đầu, ăn no rồi lại ra. Bát Huyền nhìn Diệp Quân, ta còn đánh được. Diệp Quân khẽ cười, nhà đầu này thông minh thật. Diệp Quân cười nói, ta biết, nhưng ăn no rồi mới đánh sẽ càng lợi hại hơn, đúng không? Bát Huyền suy nghĩ rồi gật đầu, được. Ăn no. Cô ấy không thể từ chối được sự mê hoặc này. Diệp Quân thầm gọi, tháp ra. Một đạo kim quang tỏa ra từ trong người Diệp Quân rồi hút Bát Huyền vào trong tháp. Trong tháp, Diệp Quân đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho Bát Huyền. Bên ngoài, Diệp Quân nhìn đám người trần qua với vẻ mặt thản nhiên, tới đi. Tới đi. Một luồng kiếm thế mạnh mẽ phun trào trừ trong người Diệp Quân ra ngay khi hắn vừa dứt lời, bỗng chốc, thời không xung quanh bắt đầu nứt ra. Trần qua nhìn chằm chằm Diệp Quân, giết. Vừa dứt lời, gã bỗng hóa thành một đạo thương mang phóng ra. Thấy đám thần linh trần qua xông tới, ánh mắt Diệp Quân chẳng có chút sợ hãi nào, hắn chợt biến mất. Bù! Một tia kiếm quang lướt qua, nhưng ngay sau đó. Kiếm quang vỡ nát. Diệp Quân bị đánh bay ra nghìn trượng, vừa dừng lại đã có 33 luồng khí tức mạnh mẽ ập tới. Diệp Quân nheo mắt, lại xông tới trước, kiếm quang chém ra, thời không tầng tầng tan vỡ. 45 nhát kiếm. Đây là cực hạn sau khi hắn nâng cao cảnh giới. Dù sao thì bây giờ hắn cũng không có sự hỗ trợ của Ngao Thiên Thiên mà. Nhát kiếm này xuất ra. Tiếng nổ kinh động trời đất vang lên, một mảng kiếm quang bùng nổ. Đám trần qua lập tức bị đánh lui. Diệp Quân cũng liên tục lùi sau đếm gần nghìn trượng, vừa dừng lại, thời không sau lưng hắn đã nứt vỡ. Diệp Quân bỗng nói, tháp ra, ta nhớ ta có một cái đạo ấn, ngươi còn nhớ không? Tiểu tháp, nhớ. Diệp Quân hỏi, đạo ấn có tác dụng gì? Tiểu tháp, có thể trấn áp cảnh giới của đối phương. Nghe thế Diệp Quân sững sờ. Trấn áp cảnh giới của đối phương. Diệp Quân vội hỏi, sao không nói với ta từ sớm? Tiểu tháp, trước nay người đâu có hỏi. Sau một hồi trầm ngâm, Diệp Quân nói, tháp ra, người tới để tăng độ khó cho cuộc đời ta đúng không? Tiểu tháp, Diệp Quân chậm chậm nhắm mắt lại, ngay sau đó hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của đạo ấn. Bấy giờ, đám trần qua đã biến mất khỏi chỗ. 33 luồng khí tức quét tới như dòng nước lũ. Những nơi họ lướt qua đều khiến thời không vỡ tan tành. Diệp Quân bỗng mở bừng hai mắt, giữa ấn đường hắn xuất hiện một đạo ấn. Một luồng sức mạnh bí ẩn bao trùm lấy đám thần linh trần qua, chớp mắt, cảnh giới của đám trần qua đã bị ép xuống hai bậc. Mà cùng lúc đó, Diệp Quân bỗng biến mất. 45 nhát kiếm. Oanh! Thời không của cả một khu vực nổ tung, vô số kiếm quang văng ra. Đám trần qua bị đánh bay ra nghìn trượng trong tích tắc. Trần qua vừa dừng lại, khóe miệng gã đã trào ra một dòng máu tươi. Những thần linh còn lại cũng bị thương nặng. Sau khi cảnh giới bị áp chế, bọn họ không còn ưu thế tuyệt đối khi đối đầu với Diệp Quân nữa. Diệp Quân cầm kiếm nhìn đám thần linh Diệp Quân ở đằng xa, thầm nói, tháp ra, đạo ấn này có thể trấn áp cảnh giới của kẻ địch, có phải cũng có thể nâng cảnh giới của ta không? Tiểu tháp, đúng vậy. Sau một thoáng trầm ngâm, Diệp Quân hỏi, ta không hỏi thì ngươi không nói, đúng không? Tiểu tháp, đúng là ngươi không hỏi gì ta mà. Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, nếu ta chết ở đây, người giết ta, chính là tháp gia. Tiểu tháp, tỷ đệ đồng lòng, thiên hạ vô địch. Diệp Quân lại nói, tháp gia, cha ta nuôi ta ở bên ngoài nhưng ông ấy không cố ý chỉnh ta. Ngươi phải để tâm một chút. Kẻ thù của ta thật sự rất mạnh. Ngươi làm thế này khiến ta rất khổ đó. Tiểu tháp, được. Diệp Quân thở dài. Tháp gia này thật sự không đáng tin mà. Cứ tiếp tục thế này, nói không chừng tới ngày nào đó mình sẽ bị tháp gia hại chết. Đúng lúc này, đám trần qua bỗng lại ra tay, nhưng ngay sau đó, bọn họ như phát hiện ra điều gì, ngẩng phát đầu nhìn lên trời. Thời không nứt vỡ, một cô gái chậm rãi bước ra. Cô gái mặc váy đỏ như máu. Chính là tỷ tỷ của Diệp Quân. Cô ấy cầm trong tay một cái đầu đẫm máu. Đấy chính là đầu của Hạo Huyên đứng đầu bảng chân võ. Sắc mặt của đám trần qua đều tái đi khi thấy vậy, ánh mắt ngập tràn vẻ khiếp sợ. Hạo Huyên bị giết rồi sao? Đám trần qua mặt mày tái nhợt, không thể tin nổi. Hạo Huyên là người đứng đầu bảng chân võ của chân vũ trụ,
hơn nữa còn là một cường giả cảnh giới thần đế, quan trọng nhất là vị thần đế này còn có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng hắn ta đã bị giết rồi. Phải công nhận, bây giờ Trần Qua thấy thật sự sợ hãi. Vì bọn họ đều quen biết Hạo Huyên nên biết thực lực của hắn ta đáng sợ đến nhường nào. Thế mà hắn ta đã bị người trẻ cùng thế hệ giết. Quá đáng sợ. Không chỉ đám Trần Qua, đến cả Diệp Quân lúc này cũng thấy kinh ngạc, thực lực của tỷ tỷ hơi ảo nha. Cô gái váy đỏ chậm rãi bước tới trước mặt Diệp Quân, cô ấy nhìn Diệp Quân, gọi tỷ. Diệp Quân do dự rồi gọi, tỷ. Đúng là tỷ tỷ ruột mà, gọi thì gọi thôi. Cô gái váy đỏ khẽ gật đầu, tiện tay vứt luôn cái đầu kia sang một bên, sau đó đưa cho Diệp Quân một chiếc nhẫn không gian, của hắn, bây giờ, cho đệ. Diệp Quân cũng không khách sáo, hắn nhận nhẫn không gian, tỷ tỷ, tỷ tên gì vậy? Cô gái thản nhiên, gọi tỷ là được rồi, hỏi tên làm gì? Mặt Diệp Quân đen như đít nồi. Cô gái lại nói, Diệp An. Diệp An. Diệp Quân khẽ gật đầu, cười nói, An tỷ, tới chân thần điện gì gì đó xem thử không? Diệp An nhìn Diệp Quân, đi. Tiếc chữ như vàng. Diệp Quân cười ha hả sau đó nhìn đám Trần Qua. Trần Qua nhìn chằm chằm hai tỷ đệ trước mặt, đang định ra tay thì thời không trước mặt gã khẽ rung lên, rồi như nhận được mệnh lệnh nào đó, gã bỗng ra lệnh, rút. Rút. Vừa dứt lời, đám Trần Qua không hề do dự, lập tức rút lui. Thấy vậy, Diệp Quân nhíu mày. Rút. Đánh đến nay, hắn phát hiện tộc thần linh cũng rất kiên cường, bây giờ rút lui chắc chắn có chuyện bất thường. Mà lúc này, Diệp An bỗng nói, đi thôi. Nói xong cô ấy hóa thành một tia huyết quang biến mất. Diệp Quân ngơ ra rồi cũng vội theo sau. Hai tỷ đệ muốn tới chân thần điện. Nhưng hai người họ cũng không biết chân thần điện ở đâu, mặc kệ, cứ xông vào là xong. Trên đường, Diệp Quân bỗng nói tỷ, thương lượng một chuyện nhé. Diệp An, nói. Diệp Quân chân thành nói, tỷ làm viện trưởng thư viện Quan Huyên, để đưa tháp ra cho tỷ, được không? Tiểu tháp. Giọng nói bí ẩn bỗng bật cười. Thằng nhóc này dỗi tháp ra rồi. Nghe Diệp Quân nói vậy, Diệp An quay sang nhìn hắn, đệ làm đi. Ngữ điệu không cho phép từ chối. Diệp Quân vội nói, đệ thấy mình khó gánh nổi trọng trách, tỷ làm đi. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, phải thận trọng một chút. Bên ngoài có chân vũ trụ, bên trong có tháp ra chuyên ăn hại, ai chịu nổi. Bây giờ hắn muốn bước đi thật thận trọng rồi phát triển cho tốt. Diệp An nhìn Diệp Quân, đệ làm. Diệp Quân còn định nói gì đó thì Diệp An bỗng dừng lại, cô ấy nhìn hắn, còn nói nữa thì ta đánh đệ đấy. Diệp Quân nín thinh. Diệp An bỗng nói, đệ làm, ta giúp đệ, tỷ đệ đồng lòng, thiên hạ vô địch. Diệp Quân cười khổ, thế là xong. Trên đường đi, bọn họ tóm bừa một vị thần linh lại. Sau khi biết được phương hướng của chân thần điện, hai tỷ đệ tăng tốc tới thẳng đó. Chân thần điện. Từ lúc chân thần điện thành lập đến nay, chỉ có một lần bị người ngoài đặt chân vào, đó chính là kiếm chủ nhân gian 3.000 vạn năm trước. Lần đó bị chân vũ trụ cho là nỗi nhục. Diệp Quân biết chuyện này nên hắn hiểu rất rõ, lần này chân vũ trụ sẽ không để tỷ đệ họ tới trước chân thần điện. Chân vũ trụ sẽ bất chấp mọi giá để ngăn cản mình và tỷ tỷ. Nghĩ đến đây, Diệp Quân bỗng cười. Diệp An quay sang nhìn Diệp Quân hỏi, cười gì? Diệp Quân mỉm cười, rất muốn xem thử chân thần điện ra sao. Diệp An im lìm chắp tay sau lưng nhìn chân trời phía xa. Diệp Quân nhìn Diệp An, tỷ tỷ mình vừa lạnh lùng vừa gắt gỏng. Nếu tháp ra theo tỷ ấy chắc chắn sẽ bị chỉnh đốn tơi bời. Như nhớ ra điều gì, Diệp Quân thầm hỏi, tháp ra, tình hình của Thiên Thiên sao rồi? Tiểu tháp, đang dần dần hồi phục, đừng lo. Nghe vậy, Diệp Quân chợt thở phào nhẹ nhõm. Điều bất ngờ là trên đường đi, hai tỷ đệ họ không gặp phải bất cứ thần linh nào nữa, thế nên họ tới được thành chân thần một cách vô cùng thuận lợi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.